bài học số 8 là nói về nơi có sự mặc khải. Hãy nhớ rằng tôi đã nói đồng vắng là sự tôi luyện. Đó là thời điểm để xây dựng sức mạnh và nơi có sự mặc khải. Đây là khía cạnh của đồng vắng mà tôi yêu thích. Để tôi bắt đầu nha, tôi muốn chúng ta cùng đi đến sách Esai. Esai 40, hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức giê và hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Các bạn có biết rằng chính các dịch giả đã đặt dấu câu không? cá nhân tôi tin rằng họ đã sai một lỗi ở đây tôi nghĩ không nên có thấy dấu chấm hay là hai chấm ở đó không dấu hai chấm đó không nên ở đây nó phải là ở đây nè có tiếng kêu rằng hai chấm trích trong đồng vắng hãy mở đường trong đồng vắng cho đức jehovah tại sao tôi tin điều đó hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho đức chúa trời chúng ta đường cái được mở trong đồng vắng các bạn có thấy điều tôi đang nói không vâng dân chính là tiếng kêu trong đồng vắng đừng hiểu sai ý tôi nha tôi nói rằng tôi thật sự tin đây là ý nghĩa đó chỉ là một lời cảnh báo nhỏ vì thế đừng để chuyện bé mà xé ra to đây là vấn đề hãy xem điều Chúa nói tiếp có tiếng kêu rằng hãy mở đường trong đồng vắng cho đức Giê-hô-va. hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho đức chúa trời chúng ta câu hỏi của chúng ta là đường này là cái đường gì đường mà được mở trong đồng vắng là điều gì hãy xem kỹ điều này nha, tuyệt vời lắm đó nha. Ê sai đoạn 35, trước đó năm chương đồng vắng là đất khô hạn, bạn sẽ vui vẻ, nơi sa mạc sẽ mừng rỡ. Tại đó sẽ có một đường cái. Ở đó là đâu? Đồng vắng, một lối gọi là đường thánh, kẻ nào ô uế sẽ không được đi qua. Vậy thì đường cái những nơi nào ngoằn ngoèo thì được làm thẳng những nơi gồ ghề được bằng phẳng những núi bị hạ xuống những thung lũng được nâng lên đường cái này được gọi là đường thánh tại sao điều này rất quan trọng vì tác giả Heberer nói rằng hãy theo đuổi sự thánh khiết, nếu không có sự thánh khiết, con người sẽ không nhìn thấy Chúa. Khi bạn thấy Chúa, thì đừng nghĩ là chết, về thiên đàng, và bạn sẽ không bao giờ thấy được Đức Chúa Trời. Tôi xem vấn đề này như thế này, tôi coi đó như là Tổng thống Mỹ mà thôi. Bây giờ tôi 59 tuổi rồi, tôi nghĩ tôi và các bạn ở dưới sự lãnh đạo của Tổng thống. Đây là Tổng thống thứ 12 của chúng ta, phải không? Tôi chưa bao giờ gặp Tổng thống Mỹ cả. Cuộc đời tôi chưa bao giờ ở trong sự hiện diện của Tổng thống Mỹ có những người mỹ khác họ làm việc dưới tổng thống mỗi ngày họ là bạn bè của tổng thống họ đi tới chỗ của ông có mặt họ gặp mỗi ngày khi tác giả heberer nói rằng hãy theo đuổi sự thánh khiết vì nếu không có nó thì không ai thấy chúa ủa ông nói như vậy nếu bạn thật sự muốn ở trong sự hiện diện của chúa thì bạn cần theo đuổi sự thánh khiết và tôi rất thích ý đó vì đồng vắng hãy nhớ rằng chúng ta không thể thấy những sự bất khí của mình lò lửa hoang mạc là thứ phơi bày để chúng ta được thanh tẩy để chúng ta có thể tận hưởng sự hiện diện của ngài được không ạ à? Và tôi nghĩ rằng nếu người ta thành thật nếu bạn đang sống trong tội lỗi tức bạn không vâng lời chúa nó giống như việc tôi phạm tội ngoại tình nghịch lại Lisa và lên giường với những cô gái khác về ngữ nghĩa tôi đã kết hôn với cô ấy nhưng cô ấy không chia sẻ những điều thầm kín của lòng mình sự hiện diện của chúa bất Kỳ khi nào bạn nghe về điều đó, đó là sự thân mật với Ngài. Lúc nào người ta hỏi tôi rằng, bởi đâu mà anh có sự không ngoan trong sách này? Tôi nói, đó là sự thân mật à. Xin nhắc lại, đó là sự thân mật giữa cá nhân với Chúa. Đó là lý do tôi không muốn phạm tội ngoại tình với Chúa và lên giường với thế gian vì tôi không muốn mất sự thân mật với Ngài. Điều đó nghe có lý không ạ? À? Chính vì vậy, Điều rất quan trọng chúng ta cần hiểu rằng kết quả cuối cùng của đồng vắng. Chúa nói, ta đang cho con cơ hội để có thể bước vào sự hiện diện của ta. Vì Chúa sẽ không cho phép sự ô uế trong sự hiện diện của Ngài. Ủa tại sao vậy? Vì nếu Ngài bày tỏ vinh quang của Ngài khi có mặt của tội lỗi, thì bạn rơi vào một tình huống Anania và Safira như trong công vụ đoạn 5 sự hiện diện của chúa trên phía rơ rất mạnh mẽ ông đi ra các đường phố đường phố số nhiều nha dân chúng nằm xếp hàng trên đường phố có người què người bệnh người bại liệt và họ được chữa lành khi phía rơ chỉ đi bộ ngang qua sự hiện diện của chúa trở nên mạnh mẽ trong ông đó là lý do mà chúa ban cho chúng ta một đặc ân bằng cách đem chúng ta vào đồng vắng vì ngài muốn bày tỏ chính ngài nhiều hơn cho chúng ta hơn là chúng ta muốn ngài bày tỏ ngài cho chúng ta hãy suy nghĩ điều đó nha tôi muốn các bạn nghĩ điều này ngài muốn bày tỏ chính ngài nhiều hơn là các bạn muốn ngài bày tỏ đó là toàn bộ lý do chúa đem dân israel vào hoang mạc trong một năm đích đến của môi xe đã khiến ông liên tục nói với pharaoh rằng hãy để cho dân ta đi ông không nói rằng họ đi để nhận xứ hứa ông cứ nói rằng họ đi vào đồng vắng và thờ phượng sau đó đi vào đồng vắng và bước vào sự hiện diện của chúa hãy suy nghĩ điều này nha đó là điều mà khiến môi xe không muốn ở lại ai cập nơi trù phú giàu có nhất trên thế giới vào thời điểm đó môi xe nói ta chẳng còn dính líu gì tới nơi này nữa Tôi đã ở trong sự hiện diện của Chúa Tôi biết đó tuyệt vời như thế nào Không gì trỗi hơn sự hiện diện của Chúa đâu Đó là lý do tác giả Hebrew nói Ông đã từ bỏ những sự khoái lạc tiện nghi của Ai Cập Vì ông trông mong phần thưởng là sự hiện diện của Chúa Chính vì vậy, môi xe đem họ vào đồng vắng. Các bạn có biết đi đến chỗ nào không? Đó là núi Sinai, là nơi từng có bụi gai trái. Ông nói, Tôi muốn các anh chị em gặp Chúa như cách tôi đã gặp Ngài Vì một khi anh chị em gặp Chúa thì sẽ không bao giờ muốn quay trở lại quá khứ Các bạn có thấy điều tôi đang nói không? Vì vậy hãy lắng nghe điều mà Chúa phán Môi xe đem hết thảy dân sự ra khỏi Ai Cập Bây giờ họ ở dưới chân núi Sinai và lắng nghe điều Chúa phán Chúa phán Các ngươi đã thấy điều ta làm cho người Egypto Ta chở các ngươi trên cánh chim ưng làm sao Và dẫn các ngươi đến cùng ta thể nào Bấy nhiêu lời đó ngươi sẽ nói lại cùng dân Israel ngài phán điều đó cho cả ba triệu dân israel Toàn bộ mục đích ta giải cứu các con ra khỏi thế gian Ai Cập là để đem các con đến với ta vì ta muốn mối quan hệ với các con. Các bạn có thể tưởng tượng được không? Tôi chứng kiến vợ tôi mang thai bốn đứa con trai trong 9 tháng. Tôi phải chịu đựng việc không thấy mặt tụi nó. Tôi cứ chứng kiến Lisa với vợ. Ôi, nó đạp em rồi. À. Ôi, nó đạp em rồi. À. Sao có thể làm được việc này? Anh thậm chí không thấy nó trong 9 tháng. Rồi sinh nhật đến ngày sinh đó. Ôi, thôi nào, cố lên. Vì tôi biết chúng đều là con trai. Cố lên! Cái nào anh muốn thấy con trai mình rồi chúng chui ra rồi tôi phấn chấn hãy nghĩ xem người cha vui mừng như thế nào đó là kiểu vui mừng của chúa các bạn đã trông mong những con người bị ai cặp trói buộc trong 430 năm và ta đã rất phấn chấn để mặc khải chính ta cho các con. Ngài ngự xuống mặc khải chính Ngài, họ thì bỏ chạy hết. Có một nguyên nhân thật sự xảy ra, đó là sự than phiền làm bầm vì dân chúng quan tâm đến phước hạnh của Chúa hơn là sự hiện diện của Ngài. Trong khi môi xe quan tâm nhiều hơn tới sự hiện diện của Chúa và ông nói tôi được phước vô cùng. Đời sống chúng ta phải là như vậy. Chúng ta phải nhiệt huyết về sự ở trong sự hiện diện của Chúa và tận hưởng các phước hạnh của Ngài. Chúa ban cho chúng ta Nhưng nếu chúng ta theo đuổi các phước hạnh mà không chịu ở trong sự hiện diện của Chúa Thì chúng ta sẽ ở trong đồng vắng cả đời Chúng ta sẽ có kết cục giống như dân Israel hay như vua Saul Vì vậy một phần trong trích đoạn của sách Khi tôi đang đi ngang qua đồng vắng Tôi nhớ đồng vắng đầu tiên rất lý thú Nó kéo dài 18 tháng 18 tháng lận đó Tôi đã mô tả đó trong các phần trước khi tôi cố sinh Ishmael Bây giờ tôi đang trải qua một đồng vắng hoàn toàn khác biệt Sếp của tôi, ai ai cũng muốn sa thải tôi, tôi bị đổ lỗi làm những điều mà không làm, đó là thử thách đồng vắng hoàn toàn khác. Đồng vắng đầu tiên chỉ là việc không có lời hứa. Bây giờ, tôi là một sư thanh niên lo giảng luận, tôi được khoay khỏa vì cuối cùng cũng được giảng. À, đó là điều mà tôi được kêu gọi, nhưng mà mọi người đều chạy sau tôi. Mỗi người đều quan trọng trong cuộc đời tôi. Tôi bị đổ lỗi những thứ mà tôi không làm. Vậy đó, đó là một đồng vắng hoàn toàn khác biệt. Chúa đã phán với tôi. Đồng vắng này bắt đầu khi tôi là một sư thanh niên. Chúng tôi phát sóng trên đài truyền hình lớn nhất của cả miền trung Florida. Và chúng tôi phát sóng lúc 10 giờ tối thứ Bảy. Các bạn phải nhớ là trở lại giữa năm 80 TV là mọi thứ. Không có truyền thông xã hội, không có YouTube. Chính vì vậy, điều duy nhất mọi người làm đó là xem TV. Chúng tôi phát sóng lúc 10 giờ tối thứ Bảy. Đó là giờ vàng đó nghe. Tôi muốn chinh phục thanh niên. Nhóm thanh niên của chúng tôi hỗ trợ việc đó. Một sư quản nhiệm của tôi đã rất ngạc nhiên. Mọi thứ diễn ra rất tuyệt vời. Và chúng tôi quảng cáo trên đài phát thanh cơ đốc lớn nhất trung tâm Florida. Nhóm thanh niên của chúng tôi đang phát triển lúc đó là đông gấp ba lần so với một sư trước đảm nhiệm. Và một buổi sáng kia tôi đi ra ngoài cầu nguyện. Tôi chỉ mới ở đó có 10 tháng thôi quý vị ạ. Đúng rồi, 10 tháng. Và tôi cầu nguyện và Thánh Linh nói rằng ta sẽ không để con là một sư thanh niên nữa. Ta sẽ đem con đi từ Bờ Đông đến Bờ Tây, nước Mỹ, Canada, Mexico, Alaska và Hawaii. Đến với con để nhổ, để bứng và để xây dựng. Wow. Tôi cầu nguyện ở bên ngoài. Ở đó chỉ có cỏ mọc thấp và bụi đất mà thôi. Rồi cũng có cỏ mọc cao, tươi tốt. Uh -huh. Thánh Linh nói, đây là điều ta sẽ làm trong đời sống con. Ngài nói rằng cỏ thấp là cách con đã hiệu quả trong vương quốc ta cho đến bây giờ. Ngài nói bụi đất là đồng vắng mà ta sẽ đem con vào. Con cỏ cao là thẩm quyền và là sự sức giàu cho con. Tôi về nói với Lisa, tôi nói, ôi! Nên Lisa nói, chúng ta đang ở đâu? Chúng ta đang sát dưới bụi đất hả? Tôi nói không, Chúa đã chỉ cho anh ở phần cuối của cỏ ngắn. Chúng ta sắp đi vào đồng vắng này. 18 tháng tiếp theo, Người giám sát trực tiếp của tôi đã làm mọi thứ có thể để vu khống tên tuổi của tôi, sa thải tôi. Đó là một hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Và tôi nhớ rằng có một thời điểm nó trở nên quá tệ. Tôi cảm nhận như thể chú nói hãy kiên ăn và thế là 40 ngày tôi kiên ăn nhưng tôi chỉ kiên ăn bữa trưa mỗi ngày thôi. Tôi đi lên chỗ của ca đoàn và cầu nguyện vì không ai có thể nghe tôi, nhưng sau này tôi phát hiện ở đó là họ nghe được đó hết. á. Việc đó càng làm anh ta phát cáu và cố sa thải tôi. Sau đó tôi không ăn bất cứ thức ăn nào liên tục trong 7 ngày Và tôi nhớ rằng uh, Trong chuỗi ngày liên tục đó Trên chỗ của ca đoàn tôi cầu nguyện Và bất chợt các bạn biết thế nào là cầu nguyện cách sốt sáng không Bất chợt miệng tôi nói ra điều này Chúa ơi không quan trọng là con ở giữa một hoang mạc Hay nơi chẳng có ai Hay con giảng cho hàng triệu người Ở cả hai nơi con sẽ làm điều tương tự Con sẽ đeo đuổi tấm lòng của Ngài Bất chợt chuông reo và tôi thấy việc Chúa làm cho tôi Và tôi nói Chúa ơi đó chính xác là điều ngài làm trong con ngài đã đem con tới nơi con nhìn thấy ngài là cơ nghiệp của con tình yêu ban đầu của con chứ không phải chức vụ hay bất cứ điều nào khác nên khi sự thay đổi đến con sẽ không làm ra thần tượng từ điều mà ngài đã làm qua con trước đây con sẽ không bỏ ngài là tình yêu ban đầu của con và tình yêu với chức vụ thay vì ngài lòng con sẽ ở ngay thẳng đây là phần trích trực tiếp từ sách Chúa ơi, Ngài đâu rồi? Trong đó tôi nói điều này, đó là một cột mốc thay đổi đối với tôi tôi nhận ra rằng sự thỏa nguyện trọn vẹn của tôi không đến từ chức vụ điều này là các mục sư yêu mến chức vụ của họ và họ không còn nhìn sự thật rằng tại sao chúng ta hầu việc chúa đó là vì tình yêu cháy bỏng của chúng ta đối với chúa ngay lúc đó tôi đã nhận ra rằng chúa đang bảo vệ tôi để tôi không biến chức vụ thành thần tượng nếu tôi biến chức vụ thành thần tượng điều đó có nghĩa chức vụ điều hành đời sống tôi điều đó có nghĩa chức vụ sai khiến điều tôi làm có nghĩa là chức vụ làm tôi thỏa mãn hoặc không làm thỏa mãn đó không phải là điều Chúa muốn chúng ta làm. Nếu bạn nhìn môi xe môi xe ở sâu trong hoang mạc, ông cố gắng giải phóng dân Israel bởi năng lực riêng của mình. Chúa nói, con cần một kinh nghiệm đồng vắng. Thế là ông ở sâu trong hoang mạc, chăn cừu trong 40 năm. Và rồi chúng ta học điều này. Chúa đến và bày tỏ. Hãy xem môi xe nói gì ở đây. Ta hãy tẻ bước lại đặng xem sự lạ lớn này. Bây giờ hãy xem từ tẻ bước lại, vì hãy xem câu tiếp theo nè. Đức giê va thấy người tẻ bước lại xem. Ở đây rất quan trọng nha. Chúa thấy môi xe quan tâm đến điều mà đang diễn ra trong Chúa hơn bất cứ thứ khác. Đức Chúa Trời bèn ở giữa bụi gai nói rằng hỡi môi xe môi xe người thưa rằng có tôi đây. Đó là lúc môi xe được giao sứ mạng đi giải phóng dân sự của Chúa. Nếu các bạn nhìn trong gian bắp tít, các bạn sẽ thấy Luca đoạn 3 nói, ne và Cai Phe làm thầy cả thượng phẩm. Hai người này làm điều rất sùng đạo. Họ có các, các chức vụ nổi tiếng nhất. Họ là những người nổi tiếng nhất trong toàn đất nước. Trong lúc họ làm việc đó, thì Đức Chúa Trời truyền cho dân ở đâu? Trong đồng vắng tất cả dân chúng đi ra để nghe ông giảng. Đó là ý của Chúa Giêsu khi Ngài nói, các ngươi đi ra đồng vắng đi xem cái gì? Cây sậy bay trong gió à? Hay các ngươi đi ra đó để xem ai đó mặc quần áo đẹp? Họ ở trong cái cung điện của vua. Các ngươi đi ra đó vì có một người có lời của Chúa nơi miệng. Khi một người trải qua tiến trình đó thì điều xảy ra thật tuyệt vời. Chúa đặt lời Ngài trong miệng của họ. Họ không phải là người gây ra tiếng vang. Họ là người thật sự mang sứ điệp từ thiên đàng. Được không ạ? À? nếu các bạn nhìn thấy xuất thân của tôi tất cả những gì tôi dạy họ trong hội thánh của tôi là sự thịnh vượng đức tin công bố lời hứa của chúa các phước hạnh của chúa và cơ nghiệp của chúng ta họ không bao giờ nói về sự thánh khiết họ không bao giờ nói về sự kính sợ chúa chính trong hoang mạc đó chúa đã mặc khải lời mà tôi sẽ phải mang theo suốt phần đời của mình về chủ đề sự kính sợ chúa và sự thánh khiết cho nên không thể nói là tôi được các mục sư các giáo sư của ông dạy vì chúng tôi chưa bao giờ nghe điều đó. Ấy chính là tiếng kêu trong đồng vắng. Khi tôi nhiệt thành, Chúa bắt đầu mặc khải chính Ngài cho tôi. Nếu các bạn nhìn ở sứ đồ Phaolô, hãy xem cái này. Hỡi anh em, tôi nói cho anh em rằng tin lành mà tôi đã truyền chẳng phải đến từ loài người đâu, vì tôi không nhận và cũng không học tin lành đó với một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự tỏ ra của Đức Chúa Giêsu Christ tôi đi đến Arabia và trở về Damas tôi sẽ đọc cho các bạn nghe từ từ điển Chúa giải mới tại sao Paulo tới Arabia đây là những lời trực tiếp của họ các chuyên gia đã khẳng định ông rút về Arabia để kéo dài thời gian cầu nguyện tôi tin Chúa đem ông tới đồng vắng của ông sự suy ngẫm suy nghĩ và kinh nghiệm lớn lao của ông đã trải qua từ Arabia xuất hiện trong galaxy đoạn 4 câu 25, đó là địa điểm của núi Sinai. Đây là Phaolô, người Hebrew của những người Hebrew, ông là một người Pharisee, ông nói tôi phải đi đến Sinai, phải đảm bảo là những gì mình không có, đó là tất cả những gì ông biết để làm, nhưng tôi tin Thánh Linh đã đặt để điều đó, Ngài đưa ông ra ngoài đó. Căn cứ trên lời ám chỉ này, một số người cho rằng Phaolô đi sâu vào bán đảo Arabia đến núi Sinai nơi ban đầu luật pháp được mặc khải cho Môi-se. Tất nhiên, điều đó đúng nếu các bạn xem sứ đồ văn. Người ta đã cố giết sứ đồ dân, phải không nào? Bỏ ông vào chảo dầu sôi. Và khi kéo ông ra, ông đi ra ngợi khen Đức Chúa Trời. Họ nói, chúng ta không thể giết người này. Thế là họ bỏ ông vào một hoang đảo có tên là Bát Đó là nơi ông nhận sự mặc khải của Chúa Giêsu. Nếu các bạn nhìn David, ông ở trong hoang mạc, đó là nơi Chúa mặc khải chính ngài rằng Chúa là đấng chăn giữ tôi. David đã trở thành người chăn vĩ đại nhất trong cả Israel. Nếu các bạn nhìn tất cả những con người này trong kinh thánh, các bạn sẽ thấy sự mặc khải của Chúa, điều đã đem họ đi suốt phần đời của họ đã đến với họ khi họ ở trong đồng vắng. Vì vậy, khía cạnh mục đích của đồng vắng mà tôi yêu thích đó là đồng vắng nơi Chúa mặc khải chính Ngài và tôi biết Ngài sẽ làm điều đó cho các bạn. Chúng ta đang ở bài số 9 và chúng ta chỉ có 10 bài học mà thôi. Tôi hơi buồn một chút vì chuyện này vì tôi có nhiều thời gian vui vẻ với các bạn. Tựa đề của bài này, tôi cũng muốn nói rằng nội dung của bài này rất quan trọng. Có rất nhiều người đã nói với tôi khi tôi giảng dạy điều này hay khi đọc sách, họ nói đây là khía cạnh thật sự đụng chạm tôi. Nên tựa đề của bài này là Múc từ các Chiến nước. Tôi muốn xem văn đoạn 7, Chúa Giêsu nói câu này, người nào khác, hãy tin tôi đi, khi bạn ở trong hoang mạc bạn khác, thì hãy đến cùng ta và uống người nào tin ta thì những dòng sông sự sống sẽ tuôn tràn từ lòng mình đúng như kinh thánh đã nói ngài nói điều này chỉ về thánh linh mà những người tin ngài sẽ nhận được đồng vắng là một vùng đất cực kỳ khô hạn đó không phải là nơi chúng ta kinh nghiệm sự tuôn đổ của thánh linh chúa cơn mưa của thánh linh ngài nhớ không ạ à? hãy xin ta ban mưa cuối mùa Chúa chờ đợi bông trái quý giá của đất giống như người nông dân chờ đợi cơn mưa đầu mùa và cuối mùa. Đó không phải là thời điểm mưa, đây là thời điểm mà chúng ta phải múc nước từ các giếng. Dòng sông nước sống sẽ tuôn tràn từ lòng mình. Ngài đang nói như vậy, hãy để ý là dòng sông số nhiều nha, những dòng sông. Tại sao lại như vậy? Ngài đang nói về Thánh Linh đúng không? Nếu xem trong Ê-sai đoạn 11 câu 2, Ê-sai nói về Thánh Linh Chúa đấng đến trên Chúa Giêsu ngài được gọi là thần mưu luận, thần khôn ngoan, thần thông hiểu, thần tri thức, thần mạnh sức. Được không ạ? À? Để tôi cho các bạn thấy một số câu kinh thánh trong châm ngôn. Điều này thật thú vị, nguồn khôn ngoan như suối nước tuôn tràn, chúng ta hãy xem một câu khác nha. Sự thông biết là nguồn suối của sự sống. Được không ạ? À? Chúng ta đang nói về những giếng và suối nước, các bạn có thấy điều này không? Chúng ta đến một câu khác mưu kế trong lòng người như giếng sâu người thông sáng sẽ mút lấy tại nó chúng ta đang mút như thế nào ạ à? một lần nữa chúng ta được cho biết trong sách châm ngôn môi miệng mọi người hãy nói môi miệng đi miệng người công chính là một giếng nước sự sống nước này đến từ dưới đất phải không nào các bạn có thấy điều này không chúng ta đến một câu khác nha để tôi kể cho các bạn nghe về một thời điểm khi tôi ở trong đồng vắng 18 tháng quan trọng, lúc đó là tôi là một sư thanh niên. Chúng tôi vừa mới khởi đầu nhưng tôi vẫn đang kinh nghiệm sự khô hạn. Và tôi nhớ có một công viên ở tiểu bang ngay dưới đường của chúng ta. Nó được gọi là công viên tiểu bang Wikiva. Tôi có một cái liều nhỏ, một ba lô, bạn không thể lái xe ở đó đâu. Tôi phải đi bộ ra khu vực cắm trại xa xôi này. Và tôi đi ra ngoài đó và để cả ngày cầu nguyện, tôi để thời gian ban đêm để cầu nguyện luôn. Và sáng hôm sau tôi thức dậy cầu nguyện. Tôi rất thất vọng vì tôi cứ cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện rồi cầu nguyện lại cầu nguyện. Bây giờ các suy nghĩ nảy ra, ngươi làm gì vậy? Ngươi thậm chí đã bỏ gia đình tại sao sống trong khu rừng này? Đi về nhà đi. Và tôi đã kiên ăn 24 tiếng, mọi thứ đều tốt. Nhưng có một điều dở ở bên trong, và đây là điều mà các bạn phải nhạy bén nó nói không không phải vậy đâu Tôi nhớ mình bắt đầu bước tới bước lui và nói Chúa ơi con đã nghe từ nơi Ngài Vì Ngài đã nói nếu con đến gần Ngài Thì Ngài đến gần con Và tôi bắt đầu nói hỡi giếng nước Hãy tuôn nước lên Trong tâm hồn của ta Hãy tuôn nước lên Và làm cho ta lành lặng Hãy tuôn lên Bất chợt Đây là điều mà Thánh Linh dẫn dắt tôi làm Nó giống như thể một sự sống bắt đầu đến Và nó rất khó để mô tả Trong vòng vài phút tôi chạy lên Chạy xuống con đường Ôi Chúa của con Con yêu Ngài rất nhiều Nó giống như là thời gian cầu nguyện tuyệt vời nhất và lúc đó tôi biết rằng điều mà dân Israel nói trong dân số ký đoạn 21 câu số 17 rằng Hỡi giếng nước hãy tuôn nước lên Hỡi giếng nước hãy tuôn nước lên Hãy hát mừng giếng nước Nên tôi nhận ra đây là điều mà Chúa khiến tôi làm Tôi phải đào, đào, đào để có giếng nước đó Các bạn có hiểu điều tôi đang nói không? Các bạn sẽ thấy điều này phản chiếu qua Isaac, con trai của Abraham Nếu các bạn xem trong sáng thế ký đoạn 26 qua lời của Chúa nói Một nạn đói nghiêm trọng xảy ra trong xứ Hãy nghĩ về điều đó nha, không mưa, chúng ta đang ở trong hoang mạc nha. Chúa hiện ra với Isaac và phán, đừng xuống Ai Cập, hãy ở trong xứ mà ta sẽ chỉ cho con, ta sẽ ở cùng con và ban phước cho con. Hãy giờ suy nghĩ, đừng đi xuống Ai Cập, con đang ở trong thời kỳ khô hạn, sự cám dỗ lớn nhất trong thời kỳ khô hạn đó là gì? ôi mình cầm điều khiển từ xa lên hay là mạng xã hội lên trên đó tìm vài triệu like mình sẽ lên trang của mình hy vọng là sẽ nhận được vài ngàn cái like cho nội dung mình đăng lên vì sao nó phát sinh ra triệu chứng trầm cảm tôi nghĩ họ gọi đó là như vậy mình thật sự cần được an ủi bạn đang ngửa trong ai cập để an ủi bạn đó các bạn có thấy điều tôi đang nói không đây không phải là thời điểm Mở tivi lên xem 5 tiếng phim hành động Xem xong bạn cũng sẽ trống rỗng như trước lúc xem thôi Đây không phải là thời điểm mở tủ lạnh 4 lần Trong 1 giờ vì thức ăn lần thứ 3 bạn mở vẫn ở đó Đó là lúc chúng ta bắt đầu tìm kiếm điều mà thế gian cung phụng cho bạn Thay vì đào giếng Vì lời Chúa nói rằng Ta sẽ ban phước cho con có phải nó tự động sẽ ra không? Không! Vì sao? Người Philippines thế gian đã lắp giếng nó lại rồi. Các bạn có biết Isaac phải làm gì không? Ông phải đào lại các giếng mà thế gian đã lấp. Đôi khi chúng ta sống trong thế gian này và có quá nhiều hành động của người Philippines diễn ra và bất chợt chúng ta khô hạn một chút. Chuyện gì đã xảy ra? chúng ta đã bị bích lại một chút rồi chúng ta phải thông giếng này thôi Hỡi giếng nước hãy tuôn lên như trong tâm hồn ta hãy làm cho ta lành lặn các bạn có thấy điều tôi đang nói không và như vậy Isaac ở trong một xứ khô hạn đúng không ạ? À? lời của chú nói đừng xuống Ai cập và ta sẽ ban phước cho con hãy xem điều gì xảy ra Isaac gieo hạt giống trong xứ với nạn đói và năm nấy ông thu hoạch gấp trăm lần vì Đức Giê-hô-va ban phước cho ông Ủa vậy điều gì xảy ra vậy? Ông đào các giếng nước, đây là điều tự nhiên. Ông có thể tưới nước cho cây trồng từ các giếng ông đã đào lại nhưng người Philippines đã lắp lại đi. Bây giờ, ông được phước hơn nhiều so với việc nếu ông đi xuống Ai Cập. Điều đó rất quan trọng và chúng ta cần phải hiểu. Rất nhiều lần tôi đã thấy một mùa gặt vô cùng lớn lao nhờ múc nước từ các giếng lúc mà tôi muốn bỏ cuộc. Nó rất khó để mô tả. Nhưng uh, tôi biết các bạn có thể hiểu được điều này Có bao giờ các bạn nghĩ rằng Mình đã cầu nguyện 30 phút và đủ rồi Nhưng bên trong bạn thì cứ nói gì Tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi nào Ngài đang cố gắng khai màu Ngài cố gắng làm cho sự tuôn đổ lớn lao hơn Của Thánh Linh của Ngài phát ra từ đời sống của bạn và điều vô cùng quan trọng là chúng ta hãy chăm xem sự vui mừng được đặt trước mặt chúng ta. Đó là điều mà Chúa Giêsu nói, người vì sự vui mừng trước mặt mà chịu khổ. Sự vui mừng sản sinh ra sự nhẫn nại. Ê sai còn nói gì nữa? Với sự vui mừng, chúng ta sẽ múc từ các giếng nước cứu rỗi. Ủa tại sao? Tại sao múc nước từ các giếng cần phải có sự vui mừng? Vì sự vui mừng của Chúa là sức mạnh của chúng ta. Tôi nói thành thật với các bạn nha. Khi tôi là cơ đốc nhân non trẻ, tôi đọc Nehemi đoạn 8 câu 10. Sự vui mừng của Chúa là sức mạnh của tôi. Ủa tại sao lại như vậy? Cái này không thể nói hết được. Nhưng rồi bất chợt tôi liền suy nghĩ, đây là một thuật ngữ nổi tiếng. Các bạn có bao giờ nghe thuật ngữ này chưa? Niềm vui của việc nấu nướng. Tất nhiên là có Tất nhiên rồi. Derry có nghe rồi. Vậy thì còn ngày hôm nay các bạn nói niềm vui của việc gì? Tôi không biết các bạn thì sao nhưng chúng tôi thì thường dùng từ ngữ đó. Lúc đó tôi nghe rất nhiều mà một ngày kia tôi nghĩ nấu nướng có gì đâu mà vui. Có gì đâu mà vui trong cái chuyện nấu nướng này oh. Nehemi nói về sự vui mừng của Chúa Ông đang nói về sự vui mừng của tôi Mà có được trong mối quan hệ với Chúa Đó là sức mạnh của tôi Tôi nghĩ như vậy có lạ đời không Tại sao sự vui mừng của Chúa lại là sức mạnh của tôi Không nói như vậy được Nhưng bây giờ thì tôi hiểu Nó hoàn toàn hợp lý sự vui mừng đó xảy ra theo cách nào khi chúng ta chăm xem vào phần thưởng phía trước chúng ta, đó là Chúa Giêsu. xu bây giờ thì tôi sẽ chia sẻ các bạn thời điểm khác tôi không biết lúc đó các bạn đã sinh ra chưa có thể lúc đó các bạn còn nhỏ lúc đó Tôi đang ở trong tiến trình, mọi thứ không thật sự tốt lắm. Tôi nhớ hội thánh khoảng 80-90 người, đó là đầu những năm 90, đó là một cuộc chiến. Mọi thứ đều là cuộc chiến, tôi phải tin cậy Chúa mọi thứ. Chức vụ của tôi có được 40.000 đô la số tiền để trả lương cho tôi và điều hành chức vụ chăm sóc hai con, đại loại mọi thứ. Thật sự là một cuộc chiến. Tôi nhớ một ngày tôi rất mệt mỏi. Lisa thì ở tiệm tạp hóa và chúng tôi ăn rất nhiều cá ngừ vào thời đó. Cô ấy ở tiệm tạp hóa tôi nhớ mình rất nặng nề. Tôi cảm nhận Thánh Linh phán trong thâm tâm của tôi đó là đi mở nhạc ngợi khen đi con. Thế là tôi lên lầu gác lửng. Tôi có một căn nhà nhỏ và có cái gác lửng ở trên đó. Lúc đó có âm thanh rồi lấy băng cassette vỏ vào đó. Lúc đó chưa có CD nha. Đó là đầu những năm 90. Tôi nhớ đó là bản nhạc ngợi khen hỗn hợp Tôi hát nhạc ngợi khen đó và cố nhảy múa và tôi cảm nhận mình đang nhảy múa qua cái trần nhà. Rồi nó đòi hỏi từng chút sức lực để ngợi khen Chúa. Tôi nhớ thời gian khoảng 12, 13, 14 phút cho năm bài hát ngợi khen khác nhau. Khi kết thúc, Thánh Linh nói với tôi hãy tua lại và bắt đầu lại. Thế là tôi bấm nút tua lại rồi tôi mở lại bài hát đầu tiên qua lần thứ hai. Tôi không biết mô tả nó như thế nào. Tôi có một ý nghĩ là mờ trong tâm linh về Chúa Giêsu. Tôi trở nên say mê. Aden này, bố đã chạy khắp nhà, nhảy lên, nhảy xuống, ba rất nhiều năng lượng. Còn trước đó thì giống như đeo chì để nhảy múa, thật sự là cố gắng. Và tôi la lớn, Chúa Giêsu ơi, Ngài thật tuyệt vời, Chúa Giêsu ơi tôi bắt đầu lại không có ai trong nhà tôi vui vì đó là ban ngày và hàng sớm không thể nghe thấy tôi tôi lớn tiếng vô cùng việc này diễn ra hai ba mươi phút gì đó khi mà xong tôi cảm thấy mọi thứ đều tốt đẹp vợ tôi bước vào có một túi hàng tạp hóa và cô ta nói ủa lúc em đi vắng chuyện gì xảy ra trong nhà vậy cô nói mọi thứ đều khác tôi đã nói với lisa điều này xảy ra thấy đó kinh thánh nói ngài ban cho chúng ta chiếc áo ngợi khen không nói là ngày ban cho chúng ta chiếc áo thờ phượng. Rất nhiều lần tôi đi vào một hội thánh và họ đều bắt đầu với những bài hát thờ phượng. Ôi, cảm giác thật là nặng nề. Sự thờ phượng sẽ không chọc thủng được sự nặng nề này. Sự ngợi khen thì có, vì sự ngợi khen khiến chúng ta thật sự tập trung vào Ngài, điều mà Ngài đã làm cho chúng ta, đúng không? Đó là một lời công bố. Vì vậy, điều rất quan trọng là chúng ta phải biết niềm vui nào mà chúng ta múc từ các giếng cứu rỗi. Còn vài phút nữa tôi nói luôn phần này. Tôi thật sự muốn nói đến khoảng thời gian trong đồng vắng thứ hai mà tôi đã trải qua khi làm một sư thanh niên. Tôi nhớ rằng, các bạn có nhớ nỗi đau cứ tiếp diễn tôi đang sống qua nỗi đau đó đó. Ngay trước khi mà mục sư của chúng tôi giới thiệu chúng tôi, ông thông báo cậu sẽ đi. Và Chúa đã chỉ cho tôi một năm trước 18 tháng trước ta sẽ sai con đi khắp đất nước Mỹ và tôi nhớ rằng các bạn có còn nhớ câu chuyện cỏ ngắn bụi đất và cỏ cao không Tôi sống trong nỗi đau liên tục trong 18 tháng đó Tôi nhớ rằng tôi cầu nguyện nhiều gấp đôi trước đó vì uh, các buổi nhóm thanh niên của chúng tôi vì một số lý do nào đó tôi luôn nhóm vào tối thứ ba, Tôi dành thời gian bất cứ đâu từ 2, 3, 4 tiếng cầu nguyện cho các buổi nhóm thanh niên này. Các bạn biết đó là gì không? Đó là sự cầu nguyện tuyệt vọng, cố gắng và sự hiện diện của Chúa. Rất rất nhiều lần tôi la lớn trong phòng và tôi nói rằng, Chúa ơi, xin để người khác giảng tối nay, con không thể giảng được. Con chẳng có gì để ban phát cho các bạn cả. Tôi bước vào phòng nhóm, quý vị ạ. À. Thánh linh của Chúa dán trên tôi như một tấm chăn tôi giảng một cách nhiệt thành chúng tôi thấy các phù thủy được cứu thấy các thành viên băng nhóm được cứu nhiều người trong số họ ngày nay vẫn còn trong chức vụ và tôi nói wow mình cảm nhận mình có thể tại sao vì chúa sẽ không để họ đi qua đồng vắng của tôi đúng không ạ à? nên ngài để sự sức giàu đó đến trên tôi như một tấm chăn Tôi nói với các bạn đây là sự thật nha, tôi lái xe về nhà sau buổi nhóm thanh niên tối thứ ba, nửa đường thì sự sức dầu rời khỏi tôi và nỗi đau liên tục trong 7 ngày. Và ở cuối tháng 18, đây là lúc khó khăn cực kỳ. Hãy nhớ rằng sự tấn công lớn nhất xảy ra chống lại mùa gặt là ở ngay trước thời điểm mùa gặt. Hãy viết xuống ngay điều đó. Sự tấn công lớn nhất chống lại mùa gặt Tức là sự ứng nghiệm các lời hứa đó luôn đến trước khi mùa gặt hiện ra. Hãy nhìn David nè. Đó là lúc sau lơ ngủ sâu, Abishai và ông đi tới đó. Và Abishai nói chúng ta hãy giết người đi. Và David nói ừ ừ ừ. Đó là sự tấn công lớn nhất nghịch lại David ngay lúc đó. Cơ hội để giết lãnh đạo của ông. Và ông đã vượt qua. Nhưng tôi nhớ mình rất khô hạn. Tôi ở trong sự đau đớn vô cùng bên trong. Và tôi nhớ một buổi tối nọ, vì Paulo nói với Timothy, theo các lời tiên tri về con từ trước. Để nhờ những lời đó mà con chiến đấu dũng cảm. Khi chúng ta ở trong hoang mạc để tôi nói với các bạn một điều các bạn cần liên tục đọc và công bố lời của Chúa. Tôi làm điều đó xuyên suốt 18 tháng và Chúa ơi, thời điểm của con ở trong tay Ngài, đó là một bài hát tôi thích. Chúa ơi, Ngài biết thời điểm, Chúa ơi, Ngài là đấng lời hứa, con biết Ngài làm ứng nghiệm, con tin Ngài, Chúa ơi. Các bạn biết tôi trải qua điều gì không? Chuyện trở nên quá tệ, đến nỗi công việc công bố các lời hứa hay lời Chúa cũng không thể nuôi tôi được. Và tôi nhớ đêm đó tôi ngồi cũng như vị trí như thế này, tôi ngồi ở đó như thế này đây, hai tay che mặt và tôi chỉ nói rằng, Chúa ơi, Ngài là đấng thành tính. Chúa ơi, con biết Ngài là đấng thành tính, Chúa ơi Ngài là đấng thành tính. Và khi điều đó, tôi cảm nhận như có gì đó nuôi tâm linh tôi. Tôi nghĩ đó là điều duy nhất giúp đỡ mình ngay bây giờ. Mình sẽ chỉ tập trung vào đặc tính của Ngài. Ngài là đấng thành tính. Ngài sẽ làm ứng nghiệm điều này. Bất cứ điều gì Ngài phán, Ngài sẽ thực hiện. Ngài là đấng thành tính. Và trong vòng một tuần, mục sư nói, John, cậu sẽ đi. Ông đã nói điều đó với tôi. Nhưng tôi có thể nói với các bạn cái mà tôi tìm thấy sau khi David ở trong phần tệ nhất trong đồng vắng của ông không? Tôi muốn các bạn để ý điều này. Thi Thiên đoạn 37 câu 3. Khá ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tính của Ngài. Có thể đến một thời điểm các lời hứa của Chúa không nuôi bạn. Nhưng thứ sẽ nuôi bạn là nhắc nhở bản thân về đặc tính của đấng đã tạo dựng bạn và đấng đã kêu gọi bạn. Ngài là đấng thành tính, Ngài sẽ làm nó ứng nghiệm. Bài cuối cùng này nói về rượu mới. Chúng ta sẽ mở sách Esai ra và đọc Đừng nhớ lại những việc đã qua. Đó là cách mà Chúa dùng để hành động qua các bạn hay người khác. Cũng đừng nghĩ đến chuyện thỏ trước. Hãy nhìn xem này ta sẽ sắp làm một việc mới. Bây giờ nó đang hiện ra mà các con không biết sao hay nói cách khác các bạn có thể nhận ra hay là không. Một số người không, một số người sẽ nhận ra đó là những người vượt qua đồng vắng thành công, ấy là ta sẽ vạch một con đường trong hoang mạc và khiến những dòng sông chảy nơi đất khô cằn. Đất khô cằn bây giờ trở thành một cánh đồng đầy hoa quả, đó là điều mà Chúa phán. Chuyện gì xảy ra nếu các bạn xem điều này nha? Tôi muốn các bạn đọc từ phần ghi chú của tôi vì cái này rất quan trọng. Điều mới mà Chúa sắp làm không mới với Chúa nhưng mới với chúng ta. Nên chúng ta phải nhớ rằng Corinto Tô 2 đoạn 3 câu 18 nói chúng ta được biến đổi từ vinh quang đến vinh quang. Vậy mỗi sự thay đổi đến như thế nào ở giữa là đồng vắng. Vì vậy, hãy tận dụng nó vì đó là nơi Chúa làm điều mới. Đó là chỗ mà Ngài đem chúng ta tới cấp độ vinh quang tiếp theo. Thường thì chúng ta chống cự lại sự thay đổi. Ủa tại sao vậy? Vì chúng ta có thói quen là chúng ta thoải mái trong một khuôn khổ và tôi là người thích điều đó. Hỏi con trai tôi thì biết, tôi ăn sáng với cùng một món trong hơn 10 năm. Thật sự nó giống nhau mỗi buổi sáng thôi, tôi là người phải chạy trốn điều này. Xu hướng của tôi đó là cố gắng khiến điều gì đó xảy ra. Các bạn biết follow nói gì không? Tôi là kẻ có tội hơn hết. Tôi từng nói với người ta rằng tôi là người bậc thầy nỗ lực hơn hết. Một vấn đề khác nữa là tôi là người có thói quen. Cần phải có những đứa con trai rất tinh kính và người vợ rất tinh kính để giúp tôi thực hiện những thay đổi. Vì tôi hay giữ cái cũ và tôi thật sự khó khăn đến với những cái điều mới. Tôi gần 60 tuổi rồi và tôi nói, chú ơi, nào chúng ta hãy làm điều mới nha. Tôi thích điều đó. Vì kinh nghiệm của tôi đó là tôi đã chứng kiến nhiều việc xảy ra. Các bạn có thấy điều tôi đang nói không? Để nói về sự thay đổi, tôi muốn mời chúng ta đến với Luca Chương 5. Bây giờ nè, một ngày kia, một số người, mọi người hãy nói một số người đi. Một số người. Mọi người nói với Ngài môn đồ của dân, cũng như môn đồ của người Pha-ri-si, thường kiên ăn cầu nguyện, nhưng môn đồ của Thầy lại ăn uống. Điều đầu tiên chúng ta phải hỏi là, một số người này là ai vậy? Họ có phải là người Pha-ri-si không? Chúng ta có thể biết chắc người này là ai trong câu chuyện Matthew về cùng một sự việc. Khi ấy các môn đồ của dân đến, hỏi Đức Chúa Giêsu rằng vì sao chúng tôi và người pha si thường kiêng ăn còn các môn đồ của thầy không kiêng ăn. Đó là kỹ thuật của Luca, nhưng chúng tôi và người pha ri si chờ chút. Bây giờ chúng ta phải nói về điều này, đây là các môn đồ của Giăng Báp-tít. Và tôi muốn các bạn suy nghĩ về điều này, những người này đã hy sinh rất nhiều để theo Chúa vì chỉ một năm trước Giăng Báp-tít ở vị trí tiên phong trong công việc của Chúa trên đất. Đúng không ạ? Hãy nghĩ điều này, mọi người đi ra ngoài đồng vắng Ông là người đã được nói tiên tri sẽ đến để chuẩn bị con đường cho Chúa. Những người này, để gia nhập với dân và trở thành các môn đồ của ông, họ phải sống trong hoang mạc đó. Các bạn có hiểu không? Được không ạ? À? Thức ăn của họ là châu chấu đó. Các bạn có nghe điều mà tôi nói không? Châu chấu đó là thức ăn của ông mật ong tự nhiên đó là thức ăn của ông ông sống trong hoang mạc mặc áo da lạc đà thắt lưng bạc da họ đã làm việc cho người này trong vài năm được không ạ à? bây giờ sếp của họ ở trong tù còn chúa giêsu thì không chơi theo luật lệ của họ ngài đến dự tiệc của băng đảng mafia ngài ăn rồi uống họ không đụng tới chất men vì dân là một người nasire nên, nên họ, ôi oh, chà, Ngài không phụng sự Chúa giống như cách chúng tôi à. Họ đến, rõ ràng là dân đã kiên ăn rất nhiều. Nên, họ đến và họ thắc mắc chuyện gì xảy ra vậy? Các anh đến các bữa tiệc của băng đảng, bao nhiêu tiệc tùng ăn uống, còn chúng tôi thì kiên ăn. Họ đang cố gắng làm một cái điều gì đó. Họ cố gắng đem Chúa Giêsu trở lại phương thức phụng sự của Chúa của họ. Vì một năm trước, đó là cách mà Chúa vận hành trên quả đất này. Châu chấu mật ong tự nhiên, đúng không ạ? Ở trong sa mạc, không ở những nơi giàu có của những gã mafia uống rượu ngon nhất từ vườn. Đúng không? Họ nói, ờ, chúng tôi chịu đủ rồi. Chúng ta phải nói chuyện với Ngài về chuyện này thôi. Tôi thích câu trả lời của Chúa Giêsu. Ngài đáp, Khách khứa đám cưới có kiên ăn trong lúc ăn mừng với chú rể không? Ờ, dĩ nhiên là không rồi. Điều mà Chúa Giêsu muốn nói đó là tại sao các môn đồ của ta phải kiên ăn vậy? Rồi các ngươi biến sự kiên ăn thành tôn giáo rồi. Nếu họ có thắc mắc Đức Chúa Trời bày tỏ trong xác thịt ở ngay đây, tất cả những gì họ làm đó là xin ta và ta ban cho chúng. Tôi thích cái cách Ngài phơi bài linh tôn giáo của họ. Linh tôn giáo luôn bám lấy điều Chúa đã làm và kháng cự lại điều Chúa đang làm. Những người pha nói mô xe là tổ phụ của chúng tôi Nhưng họ chống lại con trai của Đức Chúa Trời Đứng ở ngay trước mắt họ Đó là điều những người này làm Giờ hãy xem Chúa Giêsu nói Nhưng đến khi chàng rể được đem ra khỏi Mọi người nói đem đi khỏi đi đây là sự nhấn mạnh của câu này khỏi họ thì lúc ấy họ mới kiên ăn có phải chúa giêsu nói về thức ăn không có phải bây giờ chúa trở lại điều mà họ đã nêu ra không đúng tôi có thể thấy điều đó nhưng tôi có thể nói với các bạn biết điều là chúa giêsu thật sự nói đến ngài nói về sự kiên cử trong sự hiện diện của chúa một ngày kia ngài sẽ được đem đi khỏi điều gì xảy ra khi ngài được đem đi khỏi có sự kiên cử về sự hiện diện hữu hình của ngài làm sao tôi biết đây là sự giải nghĩa đúng bởi vì tiếp theo mà ngài nói hãy xem nè, cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Nếu làm vậy, bầu sẽ nứt, rượu chảy ra và bầu bị hỏng. Hãy dừng ngay tại này tôi sẽ nói nhiều điều về chỗ này. Trước tiên, trong Kinh Thánh rượu là hình bóng của cái gì? Nó luôn luôn là hình bóng về sự hiện hữu của Đức Thánh Linh phải không? Say không phải say rượu, đừng quá độ nhưng hãy đầy dậy Đức Thánh Linh được nói đến chỗ nào ạ? À. Hay nói cách khác, Lô đang nói việc đầy dậy Thánh Linh là việc thật. Hay nói một cách khác, đó là sự hiện diện của Đức Chúa Trời hằng sống mới có thể thay đổi người say rượu, người dùng nhiều ma túy. Tất cả những người đó sẽ được giải thoát tự do trong Đức Chúa Trời. Được không ạ? À? Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ cả. Ủa, vậy bầu da cũ đó là gì? Người ta thu hoạch nho, giảm nát đó, vân vân. Có bao nhiêu người trong các bạn biết là có thời điểm phải cất trữ rượu. Vào thời đó, họ sử dụng bầu da cừu họ gọi đó là các chai rượu nhưng chúng được làm từ da cừu da cừu trước đó họ đổ rượu vào rất mềm và dễ uống nó dễ uống cong lắm quý vị ạ à. người ta đổ nước trái cây vào trong nó có thể đựng rượu và sau nhiều tháng bầu không khí của trung đông sẽ bị khô nó sẽ hấp thụ hơi ẩm từ da cừu nên khi họ đã đổ rượu ra thì da cừu không còn mềm dẻ và dễ uống Bây giờ nó cứng và khó gấp. Xin nhắc lại là trước thì mềm dẻo, dễ uống, còn bây giờ cứng và khó gấp. Và nó rất dễ vỡ, nên nếu họ muốn đổ thêm nước nho vào bầu da đó, nó sẽ làm cho bầu da bung ra và mất hết rượu bên trong. Được không ạ? À? Và khi tôi ở trong đồng vắng một mình, đồng vắng thứ hai khi tôi là một sư thanh niên, Chúa cho tôi thấy điều này. Trước tiên, tôi muốn nói một điều. Chúa Giêsu nói nó sẽ khiến rượu chảy ra ngoài. Bạn sẽ mất sự vận hành mới của Chúa và nó sẽ làm hỏng các bầu da. Các bạn có thấy bầu da là bình chứa, cái gì chứa đựng sự vận hành tươi mới của Chúa đó là các phong trào à? nó đó là hội thánh là chúng ta là cá nhân vậy Chúa không chỉ quan tâm tới việc mất sự vận hành tươi mới của thánh linh ngài không muốn nhìn thấy các bầu da bị vỡ hãy nói cách khác tôi thấy điều này như chúa phán rằng nếu các con cứ muốn cứng nhắc khó uống và dễ bể thì con cứ giữ lại rượu cũ của mình đi nhưng ta ở đây làm điều này và con sẽ là dĩ vãng con sẽ không có quyền năng mà điều này sẽ có được không ạ? À? Tôi cầu nguyện và Chúa chỉ cho tôi thấy rằng ta đang khiến con thành một bầu rượu mới. Và khi tôi cầu nguyện, tôi thấy một khải tượng về chai rượu bị nghiêng xuống từng giọt rượu bị đổ ra. Ôi, hỏi ôi, tôi phải đổ rượu ra để làm cho bầu da mới trở lại. Các bạn biết người ta làm gì khi đã đổ hết rượu ra không? Họ lấy dầu ô liu thoa lên và ngâm nó. Trước tiên họ ngâm nó trong nước trong nhiều ngày, sau đó họ lấy dầu ô liu thoa lên làm cho nó mềm và dễ uống trở lại. Nước là sự tẩy rửa bằng lời của Đức Chúa Trời, hãy nhớ giúp nói rằng: "Con nắm lấy lời Ngài hơn là thức ăn cần thiết của con." Nên khi chúng ta ở trong nơi khô hạn, hãy nhớ đến lời của Chúa. Các bạn biết không, một trong những điều mà tôi làm trước khi tôi đọc Kinh Thánh vào buổi sáng là tôi cầu xin tôi nói rằng: "Ôi Thánh Linh ơi, con đã đọc Kinh Thánh này 38 năm nhưng con không thể hiểu nếu Ngài không giúp con." Cầu xin Ngài hãy chỉ cho con một khía cạnh về Chúa Giêsu mà con chưa bao giờ thấy trước đây. Tôi làm điều đó 38 năm vì tôi biết lời Chúa quan trọng như thế nào. Chúng ta được tẩy rửa bằng lời của Chúa, sau đó bạn được thoa dầu ô liu. Nó làm điều gì ạ? À? Đó là sự cầu nguyện. Điều Ngài nói đó là nếu bạn làm điều này thì điều gì sẽ xảy ra? Bạn sẽ thành một cái bình có thể đổ rượu mới vào tức là sự vận hành tươi mới của Đức Thánh Linh. Hãy nhớ rằng nó không mới với Chúa, nhưng nó mới với chúng ta. Và nếu bạn nhìn sự vận hành của Chúa trong quá khứ, thì kết cuộc bạn sẽ thế nào ạ? À? Kết cuộc chỉ là những tổ chức cứng nhắc với những con người bị mắc kẹt ở bên trong. Tôi đã đi đến các hội thánh và tôi thấy mục sư vẫn còn mắc kẹt ở trong những năm 1980. Ý tôi là ông làm điều mà chúng tôi đã làm năm 80 hát, nhưng bài hát y chang, trang trí, nói chung mọi thứ y chang. Tôi nhìn cái mục sư họ mắc kẹt trong những năm 90. Tôi thấy các mục sư bị mắc kẹt trong những năm 2000. Ôi, điều rất quan trọng là chúng ta cần phải kêu cầu sự vận hành tươi mới của Thánh Linh bất luận chúng ta bước đi với chủ bao lầu. Chúa bao lâu. Chúa Giêsu nói tiếp nè. Nhưng người ta đổ rượu mới vào bầu da mới, hay bầu da được làm mới. Nhưng dường như không ai uống rượu cũ muốn rượu mới. Họ nói rằng rượu cũ là ngon rồi. Đây mới là vấn đề. Mỗi lần có sự vận hành tươi mới của Chúa trong đời sống tôi, cuộc chiến thật sự mà tôi đối diện là tôi muốn ở với cái cũ. Vì tôi thích cái cũ, tôi đã quen thuộc với nó rồi. Tôi là một người kỷ luật, tôi là người có thói quen, nhưng Chúa nói rằng, Chúa nói gì ạ? À? à à, à à, à à. Ta muốn làm điều gì mới? Tôi đã theo dõi điều này qua các sứ điệp. Bây giờ, tôi say mê giảng, giải đọc siêu nhân. Mọi nơi tôi đi theo đúng nghĩa đen trong chuyến đi bê tên. Chúng tôi thấy hơn 5.000 người được cứu thật không thể tin được. Tôi đã thấy điều này trong quá khứ, nơi Chúa thật sự tra tay trên một sứ điệp, nhưng tôi đã cố gắng quay lại và giảng sứ điệp đó chỉ vì tôi cần một sứ điệp để giảng chung rất tẻ nhạt. Nhưng khi tôi giảng chúng 10 năm trước, khi năm đó Ngài muốn tôi giảng nó khắp đất nước, nó rất quyền năng. Nhưng bây giờ, với sứ điệp đồng vắng này. Đây là lý do mà bạn chưa bao giờ nghe tôi giảng trong những năm rồi. Tôi viết sách này vào năm 1991. Gần đây tôi đọc lại và tôi thấy có một sứ điệp tiên tri cho những năm 90. Sách này cần phải được viết lại toàn bộ. Đó là lý do chúng ta phát hành vào tháng 1 năm 2019. Nó cần phải được cập nhật và chúa đặt để điều này trong lòng tôi tại sao vì ngài đang chuẩn bị các tiếng nói tiên tri những người trẻ tuổi cỡ các bạn những người già như chúng tôi chúng ta sẽ có các chim bao và chúa nói gì ạ ta sẵn sàng làm điều tươi mới. Rồi sao đừng quen thuộc với điều cũ, đừng ngồi đó mà nói tôi thích ngài làm cái kiểu như năm ngoái kìa hay là ba năm trước không ngài đang làm điều mới. Các bạn nói amen với điều đó được không? Đây là kết luận của vấn đề. Bạn sẵn sàng chưa? Đây là điều Chúa Giêsu đang nói. Bám lấy điều cũ là dễ dàng hơn nhiều việc trải qua tiến trình tìm kiếm sốt sắng là điều đòi hỏi để bước vào điều mới. Có những thứ ngăn cản người ta đến với điều mới hãy quyết định trong lòng bạn ngay bây giờ ngay bây giờ nha quý vị hãy quyết định đi trước khi thời điểm khó khăn đến khi khô hạn vì khô hạn bạn sẽ bị cám dỗ để trở lại điều cũ nó đã tác dụng và tiếp tục tác dụng vì điều cũ luôn còn phần thừa nó vẫn sẽ tác dụng và bạn sẽ không ở vị trí tiên phong trong công việc chúa làm rồi tôi tóm lược ở đây tôi muốn nói rằng tôi muốn trình bày một quan điểm quan trọng số một Xin hãy lắng nghe kỹ nha. Hãy bỏ đi lối suy nghĩ là Chúa sẽ cất nhắc bạn. Hãy bỏ cái cách mà bạn tin là Chúa sẽ cất nhắc bạn. Tôi nhớ rằng mình đã từng liên tục đoán làm sao một đứa bé lớn lên trong một thị trấn gồm 3.000 dân đi đến nhà thờ công giáo cả đời người hầu như chẳng biết ai cả. Làm sao Chúa có thể giấy lên một người trẻ để giảng cho các nước? và tôi nhớ thường là đáng già đáng non cách chúa sẽ đưa lisa và tôi vào chức vụ giảng dạy tôi nhớ một ngày nọ tôi nói ồ oh, hình như có cái gì đó xảy ra theo cái cách này và thánh linh phán với lòng tôi rằng con vừa mới đoán thêm một cách mà ta sẽ không làm thật là kinh ngạc tôi chưa bao giờ có thể đoán ra cách chúa làm vì chúa là đấng cất nhắc rồi vì thế hãy dọn sạch lòng bạn Rồi số 2 ở đây nha Dọn sạch lòng khỏi sự vấp phạm với Chúa Phaolô nói trong công vụ đoạn 24 câu 16 Cũng vì cớ ấy tôi luôn cố gắng để có lương tâm không bị cáo trách trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt con người Nhiều lần chúng tôi đi qua đồng vắng thì người ta muốn đổ lỗi đó là Chúa Và khi chúng ta bực mình với Chúa, cây đắng với Chúa chúng ta quá sợ và không thừa nhận Nếu điều đó xảy ra thì đầu tiên và trước hết hãy thành thật Hãy dốc đổ lòng mình trước Chúa Chúa hãy cởi mở và thành thật. Jeremy không than phiền với bạn bè ông. Ông đến thẳng với Chúa và bạn ông phải nói rằng, Chúa ơi, con ngu quá. Ngài là toàn hảo. Ngài yêu thương con bằng tình yêu thương trọn vẹn, tình yêu thương cha, phần xác dành cho con, không sánh gì với tình yêu của Ngài dành cho con. Vậy rõ ràng, ở đây con là người sai. Ở đây con là người có lỗi. Các bạn phải phóng thích sự cay đắng hay vấp phạm với Chúa. Điều thứ ba, đừng than phiền. Đó là điều đã ngăn trở Israel khỏi xứ hứa. Đó là thứ đã khiến họ trở nên người lang thang trong hoang mạc suốt đời. Về việc nuôi dạy các con, các bạn sẽ nghĩ chúng tôi điên khùng nha. Chúng tôi kỷ luật con cái vì nổi loạn. Đó là lúc nào ạ? Đó là vì lúc chúng than phiền phải không? Tại sao? Vì như tôi đã nói sự than phiền là sự sỉ nhục thẩm quyền sự than phiền nói rằng tôi không thích điều mà quý vị làm trên đời sống của tôi nếu là tôi tôi sẽ làm khác tôi nhớ có một lần trong đời chúng tôi kiên ăn tại núi georgia rồi tôi dùng nhà của anh chàng này tôi nhớ mình đi đến mức độ gần như là kiêu hãnh về bản thân vì không than phiền tôi đã trải qua một số hoàn cảnh rất khó khăn và tôi đảm bảo là không than phiền tôi nhớ đi bộ trên cái buồng nhỏ tại georgia và tôi nghe thánh linh nói rằng Ta nghe con than phiền trong lòng. Sáng hôm đó tôi đã không ra khỏi giường. Tôi lăn ra khỏi giường liền quỳ gói và nói hỡi Chúa của con trên thiên đàng. Xin hãy tha thứ cho con. Hãy tha thứ cho con. Hãy tha thứ cho con. Xin hãy bảo vệ lòng con khỏi sự than phiền. Và thứ tư đó là trí và lòng bạn hãy quyết tâm chịu đựng. Tôi muốn cho các bạn xem Hebrew đoạn 10 ý này hay lắm. Anh em cần phải kiên nhẫn để sau khi đã làm theo ý muốn Chúa thì nhận được điều đã hứa cho mình. Tôi muốn các bạn hãy xem trong bản Messenger rất hay. Đó vẫn còn làm một điều chắc chắn. Nhưng anh em cần phải bám lấy nó. Tôi thích ý này. Các bạn cần phải bám lấy nó, bám lấy kế hoạch của Chúa để anh em có đó khi lời hứa được trọn. Tôi thích điều này. Số 5, nếu các bạn chịu đựng, sự cất nhắc sẽ đến. Hãy lắng nghe điều này. Sự cất nhắc sẽ đến. Tôi muốn các bạn xem trong phía rơi nhất đoạn 5. Hãy thỏa lòng với bản thân, đừng khoe khoang cánh tay mạnh mẽ của Chúa ở trên anh em. Đây là Đức Chúa Trời. Đến đúng kỳ, Ngài sẽ nâng anh chị em lên. Hãy nhớ rằng, Thời điểm của bạn thường không phải là thời điểm của Chúa. Thi Thiên đoạn 31 sinh mạng con ở trong tay Chúa. Phần đó nói về việc Ngài làm Chúa trong đời sống bạn. Hãy sống không lo lắng trước mặt Chúa. Có nghĩa là bạn không cần phải lo lắng về việc làm cho nó được ứng nghiệm. Chúa sẽ đảm bảo là nó sẽ được ứng nghiệm. Ngài vô cùng chú đáo. Bây giờ Thi Thiên 75 nói rằng vì sự tôn cao hay cất nhắc không đến từ phương Đông, phương Tây hay là phương Nam. Tại sao? Vì nó đến từ phương Bắc. Nhưng Ngài hạ người này xuống và nâng người kia lên. Tôi đã suy ngẫm rất nhiều về câu này và nghĩ rằng Chúa ơi, con sẽ làm gì nếu Ngài hạ con xuống và nâng người khác lên? Tôi hy vọng là tôi trả lời đúng. Tôi biết là dân Báp-tít đã nói câu Ngài phải được tôn cao và tôi phải hạ xuống, nhưng tôi biết sau khi ở trong ngục, dân đã sai các môn đồ đến với Chúa giê và nói, Ngài có phải là đấng đến hay chúng tôi phải chờ một người khác? đùa hả? Ông đã thấy trời mở ra và biết thánh linh của Chúa. Đó là lý do Chúa Giêsu gửi tin nhắn phản hồi ngày trích trong Ê-sai nói, tái bút, giăng nè, phước cho người nào không vấp phạm với ta. Sự cân nhắc sẽ đến. Hãy biết điều đó. Số 6, hãy giữ mục tiêu quan trọng nhất trước mắt bạn. Nếu bạn xem trong Ephesos đoạn 1 câu 11 nói, cũng trong ngày chúng ta được chọn làm người thừa hưởng cơ nghiệp được định sẵn. Người ta lo lắng về chữ này. Theo kế hoạch của Đức Chúa Trời, đấng hoàn thành mọi sự theo đúng mục đích Ngài. Xin đừng sợ chữ được định sẵn hay là thuyết tiền định chỉ vì người ta đã ứng dụng sai và lạm dụng từ này. Bây giờ chúng ta xem xét coi để cho chúng ta không sợ hãi từ này. Tiền tố tiền nghĩa là trước sự khởi đầu từ được định hay là đích đến là nơi bạn sẽ kết thúc hay là vạch đích. Ghép hai từ này lại là lập vạch đích trước khi xuất phát. Chúa đã viết câu chuyện cuộc đời bạn trước khi bạn được sinh ra. Thi Thiên Đạn 139, số các ngày định cho con đã biên vào sổ của Chúa. Mỗi giây phút trong đời con đã được ghi lại trong sách của Ngài trước khi con sinh ra. Ngài có một kế hoạch tuyệt vời cho cuộc sống của bạn. Ngài có một tương lai, tương lai đầy trọn hy vọng, vui mừng và hứa hẹn. Đừng bỏ cuộc. Vạch đích đó là gì? Ngài đã định sẵn cho chúng ta tới điều nào? Paulo nói cho chúng ta biết, vì người nào Chúa biết trước thì Ngài cũng định sẵn. Ngài lập vạch đích trước khi chúng ta bắt đầu để được biến hóa theo ảnh tượng của con Ngài. Đó là mục tiêu số một của cơ đốc giáo. Đây là mục tiêu số một khi Chúa tạo dựng chúng ta để trở thành các thánh đồ. Ngài muốn chúng ta biến đổi theo ảnh tượng Chúa Giêsu Christ trong chức vụ. Chúng ta có thể trật mục tiêu. Nếu các bạn xem những người Maccabe, họ quyết tâm giữ sự thờ lại thần tượng ra khỏi Israel. Họ sống trước gian bắp tiếp 200 năm, họ bắt đầu rất tốt, nhưng trọng tâm của họ lại đặt không chính xác. Họ không tập trung vào lòng của Chúa giống như David và Moshe, vì vậy cuối cùng họ trở thành người Pharisee. Trọng tâm số một, điểm cuối cùng hệ thống định vị bên trong của bạn phải được biến đổi theo ảnh tượng của Chúa Giêsu. Và nếu bạn là mục sư, đó là chỗ mà bạn hướng dân sự của mình đến. Nếu bạn là một tín hữu môn đồ của Chúa Giêsu Christ, thì mục tiêu của bạn là trở nên giống như Ngài. Và cuối cùng, điều thứ bảy giống như lời cuối nha. Tôi muốn đọc trong Corinto Nhiệt chương 4 vì tôi nghĩ nó tóm lược bài học rất hay vậy nên chúng tôi không nản lòng đừng ngã lòng đừng bỏ cuộc dù con người bên ngoài bị suy mòn dần nhưng con người bên trong ngày càng đổi mới hơn tôi thích điều đó giờ hãy xem ý này ông nói tiếp vì sự hoạn nạn nhẹ chúa xem những thử thách tệ nhất mà chúng ta phải trải qua là hoạn nạn nhẹ và nó tạm hãy nhớ rằng một giây phút đối với chúa có thể là vài năm sẽ đem lại cho chúng ta vinh quang cao trọng và vĩnh cưỡng vậy thì chúng ta làm gì phalo nói đây là câu tiếp theo của ông bởi vì chúng ta không chú tâm đến những điều thấy được đừng nhìn vào hoàn cảnh của các bạn nhưng chú tâm đến những điều không thấy được đó là lời chúa các lời hứa cho đến khi các lời hứa của ngài ứng nghiệm lời của chúa đã rèn thử ông vì những điều thấy được chỉ là tạm thời còn những điều không thấy được là vĩnh cửu sự kêu gọi của chúa trên đời sống của bạn hãy đoán xem đó là vĩnh cửu không một ai có thể lấy đó ra khỏi bạn không một ai có thể lấy các bạn ra khỏi ý của chúa các anh của joseph đã cố làm điều đó họ nói gì Chúng ta hãy giết nó và xem thử nó có lãnh đạo chúng ta không. Nhưng các bạn biết gì không? Không thể làm được. Sau lơ đã cố làm điều tương tự với David nhưng không làm được. Người duy nhất có thể đẩy bạn ra khỏi ý muốn của Chúa đó là chính bạn. Israel đã than phiền họ lầm bầm và hậu quả là họ không bao giờ bước vào lời hứa của Chúa dành cho họ tôi muốn điều tốt nhất cho bạn chúng tôi cần các bạn hoàn thành sự kêu gọi và định mệnh của mình vì chúng tôi cần điều chúa muốn làm qua các bạn được thực hiện trên đất này để chúng ta có thể làm xong việc và về thiên quốc với bài học này tôi muốn cầu nguyện cho các bạn ngay bây giờ có thể một số người trong bạn mới bước vào hành trình đồng vắng một số người có thể sắp đi qua một số người trong các bạn có thể không ở trong đồng vắng bây giờ các bạn đang ở ốc đảo không quan trọng chắc chắn các bạn sẽ đối diện với đồng vắng nào bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện Lạy cha ở trên trời, con cảm tạ Ngài vì những người đã học qua môn này. Cảm ơn Ngài vì đời sống của họ. Con cảm tạ Ngài vì sự kêu gọi Ngài đã đặt trên đời sống họ. Sự kêu gọi của họ là quan trọng. Không người nào đang theo dõi con bây giờ có sự kêu gọi không quan trọng cả. Chúa ơi, Ngài nói rằng những gì mắt chưa thấy thậm chí giá trị hơn nhiều, được tôn trọng hơn nhiều những gì mắt thấy được. Vì vậy, hỡi cha, con cầu nguyện xin Ngài ban sức mạnh, sự kiên cường, nhẫn nại khi các anh chị em của con thực hiện điều họ đã học trong môn này. Và họ vâng lời Ngài và tập trung vào Ngài và điều mà lời Ngài nói. Chúa ơi, con cầu nguyện sức mạnh đến trong đời sống của họ. Ta trói buộc các thế lực của sự tối tâm đã cố ngăn trở các bạn, chẳng đứng các bạn. Ta khai phóng các bạn vào kế hoạch ý muốn tuyệt vời của Chúa trong danh Chúa Giêsu Amen. Thật là tuyệt vời, vinh dự khi chia sẻ với bạn một chút về đồng vắng tôi chắc chắn bây giờ khi các bạn nghiên cứu kinh thánh thánh linh sẽ mở ra các khía cạnh lớn lao hơn về đồng vắng và các bạn tiếp tục xây dựng trên sự hiểu biết của mình để làm điều đúng vào thời điểm đúng và có kết quả đúng xin chúa ban phước trên các bạn rất vui khi vợ tôi ở đây, Lisa Bavir, và hôm nay chúng ta sẽ có một vài câu hỏi đá về kinh nghiệm đồng vắng để giúp chúng ta đào sâu hơn. Chúng ta có một số câu hỏi hay phải không? Phải rồi. Em đã chuẩn bị mắt kính và đặt anh vào ghế nóng này. Đây là những câu hỏi rất là căng thẳng đó. Ờ, nhìn em chỉnh tề hôm nay lắm luôn á nha. Em cảm thấy rất là nghiêm túc. Ừ, đúng rồi. Đúng vậy. Trước hết thì em muốn nói lời cảm ơn. Chúng tôi muốn nghe từ bạn. Chúng tôi thích bạn đưa ra cho chúng tôi các câu hỏi và đánh giá của bạn. Điều này rất là ích lợi. Tôi rất vui khi các bạn đã có một buổi học rất phước hạnh vào ngày hôm qua. Điều trước tiên, John, làm sao anh biết là anh đang ở trong đồng vắng? Làm sao, làm sao anh biết được chứ? Đồng vắng là khi Chúa ban cho chúng ta cái mà chúng ta cần, không phải cái mà chúng ta muốn. Và một khía cạnh khác của đồng vắng vì kinh nghiệm đồng vắng rất rộng, Lisa. Mọi người đều khác, quý vị biết không? Đúng. Với những nhân vật trong kinh thánh họ ở trong sa mạc khô càng họ gặp toàn là xương rồng, tất cả thứ đó đồng vắng của chúng ta ở trong phần hồn. Và tôi muốn mô tả như vậy. Ấy là khi Chúa dường như xa cách chúng ta ngàn dặm, sự hiện diện sơ thấy được của Ngài và những lời hứa của Ngài quá xa vời. Đó không phải là lúc mà ngài từ chối chúng ta, ngài đang đặt ta lên cái kệ, đó là lúc ta đang chuẩn bị bước vào lời hứa mà ngài hứa với ta. Em muốn quay lại điều mà anh nói lúc ban đầu, anh nói đó là khi Chúa ban cho chúng ta cái ta cần không phải chúng ta muốn nhưng kinh thánh nói Chúa đáp ứng nhu cầu của chúng ta ừ. và có những lúc ngài không đáp ứng những gì chúng ta muốn vậy có phải ý anh nói rằng khi Chúa ban cho những điều chúng ta cần thì đó là lúc chúng ta đang ở trong đồng vắng phải không 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 nhất thiết là như vậy tuy nhiên đó là dấu hiệu rằng tôi đang ở trong đồng vắng bạn biết không Chúa ban cho họ bánh mỗi ngày, họ nhận mana mà. Yêu cầu của họ được đáp ứng. Nhưng họ cũng ăn cùng thức ăn đó 40 năm và họ thấy cùng cảnh vật đó 40 năm. Họ mặc cùng một bộ quần áo 40 năm. Ngày nuôi họ, Chúa không để cho họ bị đói, nhưng họ không nhận ra cái họ muốn. Đó là lý do Ngài phán với họ. Điều này nghĩa là ta sẽ đem các ngươi vào xứ tốt tươi có thung lũng sông hồ có ruộng đồng đầy quả, đó là điều họ chưa từng thấy. Vậy có phải ý anh là việc Chúa đặt để chúng ta ở trong đồng vắng kích thích cho sự thèm khát điều gì đó đúng không? Anh tin là như vậy. Vâng, nhưng điều mà Chúa dự định đó là đồng vắng trước hết tạo ra một sự khao khát Chúa Chắc chắn rồi. Rồi sau đó, bước vào một điều gì đó thỏa thích, vì Ngài hứa chúc phước cho chúng ta mà. Nhưng Ngài quan tâm đến phẩm chất của chúng ta hơn là sự thoải mái của chúng ta. Em nhớ anh thường nói điều này, sao chúng ta lại cần sứ hứa nếu không có đấng đã hứa? Đúng rồi. Và em luôn cảm thấy đồng vắng là lúc chúng ta phát hiện ra những cái ước muốn và khao khát thật sự của chúng ta đấng hứa ban quan trọng hơn những lời hứa. Em biết không, nếu em và anh không nói về điều này trong bài học, anh thích làm sáng tỏ điểm này một ít. Anh hoàn toàn ngạc nhiên bởi môi xe. Anh nhìn con người này và ông được nuôi dưỡng trong quốc gia giàu có nhất thế giới bây giờ. Anh nghĩ về ngôi nhà, có lẽ là ngôi nhà đẹp nhất hành tinh luôn. Ông có thức ăn ngon, ông làm những gì ông muốn, ông có thể hẹn cô gái nào ông muốn trong cả nước. Ý anh nói là không không có gì mà con người này muốn mà không có. Đúng vậy. Nhưng Moshe khi rời khỏi Ai Cập, ông không một lần nào nói rằng tốt hơn là ở Ai Cập, tôi muốn quay lại. Ông sống trong cùng một tình trạng với dân Israel mà đúng không? Chắc chắn rồi Còn dân Israel sống trong khu ổ chuột, ăn thức ăn thừa, không có quần áo đẹp. Đúng, đúng vậy. Họ chỉ có dưa hành và củ kiệu dưa hành thôi, dưa leo, họ là nô lệ, nhưng họ thoát ra khỏi Ai Cập và họ liên tục nói chúng tôi muốn quay lại. Đó có sự khác biệt gì không? Sự khác biệt đó là môi xe đã gặp gỡ Chúa mặt đối mặt tại bụi gai. Khi mà ông đem dân Israel ra, đó là lý do ông đem họ thẳng về núi vì ông nói tôi muốn anh em kinh nghiệm những gì mà tôi đã kinh qua. Nhưng khi Chúa ngự xuống núi, họ đều chạy xa và nói, chúng tôi không muốn điều này. Chúng tôi muốn ông nói với Chúa rồi nói với tôi lại những gì mà Ngài phán và tôi sẽ làm theo. Đó là lý do mà sau đó khi Chúa phán với môi Moses, bạn biết gì không? Đây là xuất tôi ký đoạn 33, bạn sẽ nhận được sứ hứa. you know. ta sẽ sai một thiên sứ được chọn ta sẽ không đi Đúng. sự hiện diện của ta Đúng sẽ vậy. không đi Moses nói không đời nào anh có ý nói rằng nếu Chúa phán điều đó cho dân Israel Đúng. họ sẽ ăn mừng và đi ngay vì nếu họ ở lại Ai Cập không có Chúa hoặc sống trong đồng đến vắng sứ. hoặc đến xứ hứa với một thiên sứ Đúng vậy. với một thiên sứ được Như chọn nhưng Moses nói nếu sự hiện diện của yeah. ngài không đi với chúng con đừng đem chúng con ra khỏi đây đây là nơi khô hạn và thiếu ừ, thốn em thích ý này được rồi vậy chúng ta hãy áp dụng khái niệm này cho mỗi cá nhân anh John anh học được gì trong thời kỳ đồng vắng? Anh học trong thời kỳ đồng vắng chức vụ. Lời hứa mà Chúa hứa trong đời sống của anh rất xa vời. Anh thấy khát khao của anh là sự hiện diện của Ngài, vì anh rất khát khao sự hiện diện của Ngài khi mà Ngài lại bày tỏ chính Ngài trong những thời kỳ này. Anh rất biết ơn Ngài vì đã làm như vậy. Lisa nè, vì anh thấy rất nhiều người bước vào chức vụ hay ơn gọi, dù đó là giáo dục hay thương trường, họ biến đó thành thần tượng hay nói cách khác, các thứ đó quan trọng đối với họ hơn là Chúa. Đó là lý do mà chúng ta có nhiều bi kịch trong chức vụ và trong gia đình, trong thương trường, trong giáo dục hay trong chăm sóc y tế, vì người ta không học ước ao cháy bỏng nếu mà bạn là một tín hữu là được ở trong sự hiện diện của Ngài. Anh biết đó, Chúa thưởng của chúng ta. Đúng vậy, như anh nói vậy. À, em suy nghĩ về Chúa Giêsu mỗi lần ngài ở trong đồng vắng uh, ngài kiêng ăn ngài uh, thiếu thốn bạn bè ngài ở một mình sa tăng đến lúc ngài yếu đuối và tiếp tục cám dỗ ngài bằng những thứ mà chúng nghĩ rằng có thể làm ngài thỏa mãn nhưng ngài cứ nói có lời chép rằng có lời chép rằng có lời chép rằng và ngài làm rõ điều này chúng ta sống không chỉ nhờ bánh mà thôi nhưng nhờ mọi lời nói ra từ miệng đức chúa trời ngài vẫn luôn tiếp tục chiến đấu với những cám dỗ đó bởi sự thỏa mãn chỉ có ở nơi đức chúa trời em thích ý này đây là cách chúng ta đặt lòng mình trong thời kỳ đồng vắng chúng ta đặt lòng mình vào điều gì chúng ta có đi theo điều đó hay không và lòng chúng ta có đặt đúng chỗ hay là không? anh rất thích đồng vắng của david nó rất khắc nghiệt. Ý của anh là ông không chỉ sống ở sa mạc mà ông bị vị vua đầy quyền lực có quân đội hùng mạnh rượt đuổi và tìm giết. Như theo em thì nó cần hơn như vậy nữa. Ông không chỉ là một vị vua đầy quyền lực mà còn là một người cha đi tìm giết con rể. Thật của mình. Thật là tệ hại. Dạ, và em nghĩ em nghĩ rằng là điều này gây ảnh hưởng đến nhiều Bây người khác. Bây giờ quay lại chút xíu. Ông ta là một người cha. Ý của anh là David gọi Saul là cha. Vâng, Saul là một người cha. Em biết không? Vâng. Dạ đúng rồi không chỉ là một vị vua sao ông lơ không là chỉ là một vị vua của David người cha đó thuộc là người linh cha, đó. cha có thẩm quyền có thẩm quyền và có mối quan hệ gần gũi với con nên chúng ta có một người cha và một vị vua David sống trong cung điện đúng David rồi. lấy con gái của nhà vua dạ, mà phải. sao lơ là cha vậy của David vậy thì lòng mình phải như thế nào quả là rất khó khăn cảm giác như bạn là một nạn nhân bạn bị khước từ và bị hiểu lầm bị hiểu sai làm sao bạn, bạn điều mình... đẹp đẽ nhất mà chúng ta học từ david là kinh nghiệm đồng vắng của ông được ghi lại trong sách thi thiên david đã tuyên bố trong sách thi thiên ông nói rằng tôi luôn đặt chúa trước mặt tôi anh vô cùng thích cái chữ đặt nếu máy điều hòa không khí của chúng ta ở 22 độ C và nhiệt độ nóng ở bên ngoài là 30 độ C thì máy lạnh sẽ giữ cho nhiệt độ luôn luôn ở 22 độ trong phòng. Nếu mà mở cửa ra phòng có thể nóng hơn nhưng khi đóng lại máy điều hòa sẽ làm cho phòng lạnh trở lại. Anh đang nói đến trường hợp của David nói, vâng đúng vậy, tôi phải tự lo cho hoàn cảnh tôi mỗi ngày, tôi phải tìm hòn đá nào để gối đầu vào cái hang để ngủ tối nay, tôi phải làm tất cả điều này nhưng tâm trí tôi thảnh hơi một cái tôi quay lại đặt lòng tôi nơi ngài. Đó đó là lý do mà ông nói Ngài là Chúa của con. Con sẽ hết lòng tìm cầu ý muốn của Ngài trong vùng đất khô hạn này. Ông muốn nói rằng, tôi thà làm kẻ giữ cửa trong nhà của Chúa chỉ để ngắm xem vẻ đẹp của Ngài hơn là ở trong trại của kẻ ác. David đã đặt lòng và linh hồn ông đúng chỗ khi ông trong đồng vắng. Anh biết đó, khi mà em viết sách Adaman, em rất là phấn khích khi nhìn thấy và phát hiện David luôn nói rằng, Chúa ơi, Ngài là vần đá của con, ấy chính ngài là nơi ẩn náu kiên cố của con ngài là nguồn tiếp trợ của con tại nơi con đói kém và thiếu thốn ngài là vần đá đi theo david Ngài theo mua xe và dân Israel suốt thời kỳ đồng vắng. Về sau chính David theo đuổi vần đá đó trong suốt quãng thời gian đó trong thời kỳ đồng hay, vắng. Vậy tại sao Chúa dường như im lặng trong okay. đồng vắng? Ngài đã im lặng. Thành thật mà nói thì Ngài đã im lặng. Bạn biết đấy, uh, sai đã viết trong sai 45, Ngài là Đức Chúa Trời ẩn mình. Tại sao Ngài ẩn mình để kỷ luật chúng ta không bao giờ? Ngài bỏ rơi chúng ta không bao giờ? để tạo ra cơn đói khác hơn. Nếu mà chúng ta xem trong nhã ca, người yêu mến đến bên cánh cửa, chàng gõ cửa và nàng chậm trễ một chút vì có thể nè. Nàng, nàng nói chân có nàng thể nàng đang lưỡng lự để phải mở cửa cho lắm chàng rể đúng sao? rồi và nàng đã lưỡng lự để mở cửa cho chàng rể đến lúc nàng mở cửa thì chàng đã không còn ở đó nàng tìm kiếm khắp nơi bạn có thấy chàng rể của tôi không đó là điều chú làm với chúng ta vì ngài biết chúng ta sống trong xác thịt kiểu như bạn nói hôm nay tôi sẽ mua chiếc xe nhưng hai tuần trước bạn đã nói vậy chúng ta sống trong xác thịt phải không nhưng chú nói nói gì? Ta muốn hướng đến tấm lòng của con. Ta muốn những ước ao lòng con trở nên mạnh hơn ước ao của xác thịt. Nếu Chúa cứ ban cho chúng ta những nhu cầu của xác thịt hết ngày này sang ngày khác thì chúng ta vẫn còn là em bé thuộc linh mà thôi. Điều mà Chúa muốn chúng ta đó là đánh thức chúng ta. Điều mà Chúa nói là ta muốn đánh thức ta muốn đánh thức con người bề trong của con để đeo đuổi ta vì đó là chỗ con sẽ tìm thấy sự thỏa lòng. Vậy nên Ngài không có ý rời bỏ chúng ta đâu. Ngài làm như vậy vì ích lợi của chúng ta. À, anh biết không, em nhớ khi mà mình cố gắng hiểu ý muốn Chúa là gì khi em ở trong giai đoạn đồng vắng Ờ, đối với em, đồng vắng là giai đoạn im lặng. Nó là giai đoạn chuyển tiếp khi Chúa chuẩn bị cho một anh giai đoạn mới cho anh. Oh. Nên đó là thời điểm yên lặng của chúng ta. Điều quá tốt luôn. <laughs> Cảm ơn anh. Một cái nhìn từ cuốn sách không có đối yeah. thủ. Đó là thời gian yên lặng mà Chúa thể hiện giống như không có gì xảy ra. Có bức màn phủ xuống đời sống bạn, không thấy chuyện gì đang xảy ra không nghe thấy gì cả. Nhưng thật ra chúng ta đang được chuẩn bị cho một giai đoạn mới. À, em thích điều này, Ngài dùng giai đoạn đó để thử thách và đặt để những điều gì đó lạ lùng cho tương lai của chúng ta. Ôi, tâm trí của anh đi theo câu chuyện của em rồi. Anh và Sophia đã đi đến nút cracker cách đây vài tháng anh nhớ rằng em biết không họ đóng bức màn ừ. lại rồi thình lình khi nó mở ra lại nó xuất hiện giống như nó cái đó chừng năm 6 đó. phút rồi nó xuất hiện oh, à, đúng rồi oh, ngay lúc đó chúng ta như bước vào một nơi yeah. khác um, vậy nó thì, thật tốt à bi kịch và đồng vắng có phải là một hay là không um, không bi kịch có thể đôi khi hai điều này có thể hoàn toàn hay. không yeah. nè bây giờ hãy xem lại một chút xíu anh nha. có thể phân biệt lần ranh đó anh tin rằng Chúa Giêsu nói rất rõ ràng, Ngài phán kẻ trộm chỉ đến cướp, giết và hủy diệt. Các con sẽ gặp hoạn nạn trong thế gian. Tại sao? Vì ta thắng thế gian rồi. Ngài phán rằng, nhưng ta đến để con được sự sống và sự sống dư dật. Chúa không nói tình trạng đồng vắng là con sẽ trải qua bi kịch. Ta sẽ dạy con qua chuyện này. Chúa muốn nói ta sẽ đem con đến một nơi sẽ nhận biết con không sống chỉ bởi bánh mà thôi. Con không sống bởi thế giới vật lý này, con sống bởi mọi lời nói ra từ miệng ta. Đó là điều mà Ngài nói với dân Israel khi ở trong đồng vắng. Đó là điều mà Chúa Giêsu phán với Satan. Người ta sống chẳng phải bởi bánh mà thôi. Ngươi đừng lôi kéo ta ở lại trong thể chất vật lý này. Ta biết cơn đói sẽ ở lại cùng ta, nhưng ta không dùng quyền năng của Chúa để làm thỏa mãn xác thịt ta. Chúa sẽ ban cho ta, Đức Chúa Trời sẽ lo, thiên sứ được sai đến sau cơn cám dỗ và lo cho Ngài ăn. Bạn có tưởng tượng được ra không? Mục, mục đích chính là giúp ta nhìn nhận về nhu cầu thật sự của ta. Kìa, Chúng ta đã thoát ra khỏi ờ, cái nhìn con người. Xác yeah. thịt đã che mắt chúng ta. Những tiếng ồn xung quanh làm chúng ta không biết điều gì. Chúng ta thật sự, thật sự là muốn. Những ham muốn không bao giờ làm cho chúng ta thỏa mãn trừ khi ở trong sự hiện diện của Ngài. Lắng nghe lời Ngài. Hãy nghĩ về Seravin thốt lên ở ngay của Ngài. Họ kêu gì? Thánh lây, thánh thay, thánh thay. Họ tạo ra bài hát từ những thứ đó. Mọi người nghe. Đó là một bài hát hay. Rồi đi ngủ đó, hả? Đó, không có. Đó đó. Đúng là bài hát rất hay tôi đã nghe bài hát đó trong buổi hòa nhạc nó giống như ok trở lại với chúng mọi ta. thứ đều tuyệt vời em biết không họ lại hát nó các thiên sứ không nói chúa ơi con đã hát lời này hàng trăm triệu lần rồi xin cho con được nghỉ một chút xíu thôi các thiên sứ không muốn đi chỗ khác vì không có chỗ nào tuyệt vời nhưng, hơn nhưng em nghĩ em cảm thấy anh chưa nói hết toàn bộ về bi kịch vậy bi kịch thôi được bi kịch uh -huh. một bi kịch à, đây là điều em cảm nhận về bi kịch chúa dùng một bi kịch Vâng, em không nói Chúa hoàn toàn là tác giả Ngày của những bi kịch, Ngài không bao giờ là tác giả Ngày không, không bao giờ, bao giờ là không tác bao giả, giả giờ. của bi kịch, nhưng Ngài dùng nó và đôi khi chúng ta nghĩ là bi kịch thật ra là một khởi đầu. Em nhớ đối với em lúc đó, em nghĩ mình rơi vào bi kịch về mối quan hệ và Chúa như thể nói rằng: "Ta đưa con ra khỏi mối quan hệ này bởi vì ta đem con vào giai đoạn cô đơn." Và giờ em có thể xem đây như là giai đoạn cô đơn và bị từ chối Chúa là vậy sao? Không. Ta muốn đem con đến với ta. Tôi nghĩ Chúa có thể dùng bi kịch... Có thể hiểu bi kịch một cách rộng hơn. Đúng vậy. Và chúng ta muốn... Nhiều người nghĩ rằng... À, anh biết đó. Một đứa trẻ chết, bị ung thư hay tương tự như vậy. Những điều này có thể xem như là động vắng hay không? Dạ. Không. Yeah. Nhưng Chúa dùng. Chúa luôn luôn làm trọn ngày nó. Luôn, Ngài luôn luôn, ngày làm, luôn, trọn luôn làm trọn điều đó nó. và dùng nó để giúp chúng ta tăng trưởng. Yeah. Um, giả dụ như có ai đó đang ở trong lòng vắng chẳng hạn thì họ cảm thấy trong lòng rất là trống rỗng và khô hạn à, họ cảm thấy như điều đó cứ lặp đi lặp lại hàng ngày vậy. Vậy thì khi anh ở trong thời kỳ đồng vắng và trống rỗng, làm sao anh có thể duy trì được mối quan hệ lành mạnh với người khác? Uhm, anh sẽ làm gì? Trước hết nó trống rỗng. Đúng vậy. Em có biết rằng anh không nói đến phần này trong bài học nhưng mà em biết rằng khi anh khi anh trống rỗng trong giai đoạn đó, lúc anh còn là một sư thanh niên rồi bước vào Mixinger International, thời gian chuyển tiếp đó là 18 tháng. Một ngày nọ, khi anh ra ngoài cầu nguyện, chú chỉ cho anh cách để làm mới lại bầu da cũ. Anh phải làm cho bầu da cũ trống không. Các thùng chứa phải sạch hết rượu. Rượu nói về sự hiện diện rờ chạm của Chúa và anh nhớ trong khải tượng bàn tay bóp vào bầu da trống rỗng hoàn toàn. Đó là điều mà Thánh Linh làm cho anh trống không trong Vậy mùa đó. Vậy thì anh có thể giúp gì cho em trong giai đoạn đó chứ? Anh Đây 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 này em... này này nói đây nè. <laughs> đây là điều mà anh nói nè. Sự trống không sẽ tạo ra sự đói khác. Một sự đói khác đeo đuổi Chúa hoặc một sự đói khác cho xác thịt của anh. Chúa hay là xác thịt rất dễ thôi, anh phải chọn một trong hai. Và anh phải lấp đầy khoảng trống này. Đúng không? Vậy thì anh ở thời điểm này lối hành xử đúng là theo Chúa. Kết cuộc là sẽ tìm kiếm Chúa nhiều hơn dù em có nhận ra được sự đáp lời ngay và rờ chạm sự hiện diện của Ngài một cách dễ dàng. Điều đó tạo ra sự tìm kiếm. Điều thứ hai rất quan trọng đó là em phải có chủ đích trao ban cho người khác. Hay nói cách khác là em phải chủ động sự cám dỗ đó là anh muốn sự thương hại anh muốn sự tập trung vào bản thân và anh tập trung vào điều ngày hôm qua bài học đấng vì niềm vui đặt trước mặt ngài và ngài đã trải qua hết thời kỳ khổ nạn rồi khi chúng ta cứ phục vụ người khác trước mắt chúng ta nó giúp chúng ta tập chú về mình và những gì chúng ta cảm nhận lúc đó anh tin rằng một trong những điều quan trọng các tín hữu cần làm ở đời này là hướng lòng phục vụ dù đó là Chúa hay là người khác. Và nếu chúng ta làm điều đó, chúng ta sẽ duy trì sự lành mạnh. OK. À, anh biết đó John. À, em nhớ có một giai đoạn trong hôn nhân của chúng ta à, là đồng vắng đối với em. À, em em đã em đã kêu khóc và nói rằng là Chúa ơi, ngài biết, con cảm thấy là cảm giác như thể là đang nói kém vậy cảm giác trống rỗng em không cảm nhận được uh, thứ tình yêu mà em muốn cảm nhận hay là không cảm nhận được tình yêu anh dành cho em em nhớ rất rõ chúa phán với em rằng hãy nói cho ta biết ta đủ cho con chưa yeah. và em bắt đầu thờ phượng chúa bởi vì em nghĩ chúng ta cần cung cấp cho tín hữu những điều thiết thực hơn uh, vì anh nói họ phải phục vụ nhưng nếu không có sự sống động trong anh thì anh không thể phục vụ được uh, và khi em bắt đầu nói rằng ngài đã đủ cho con rồi ngài đủ cho con và thật sự thờ phượng trong đồng vắng nó dẫn đến một nơi mà Chúa trở nên là quá đủ cho em. À, khi Ngài quá đủ cho em rồi thì em có thể đủ bàn cho người khác. Đó là phản ứng đầu tiên của anh. Dạ. Chúng ta tìm kiếm Chúa nhiều hơn khi chúng ta ở trong đồng vắng. Dạ. Và nếu mà chúng ta nhìn lại trong cái giai đoạn đồng vắng trong đời anh, có lần anh đi xa, đi xa ra ngoài nơi hoang vắng hay ngay tại phòng nghiên cứu kinh thánh của anh, lúc đó anh để thì giờ với chúa còn nhiều hơn là lúc mà anh ở trong giai đoạn kết quả nhất mà ngài kêu gọi anh ừ, và anh với em thì rất là khác biệt vì đối với em tìm kiếm chúa khác với lại sự thờ phượng thờ phượng là em vẫn ngợi khen Đúng rồi. dù cho em có nhìn thấy ngài yeah. hay là không em nghĩ đó là một công cụ khác à, nhiều người đọc lời chúa công bố lời hứa tìm kiếm mặt chúa nhưng Ngài ẩn mình trong giai đoạn đó, cho nên điều em làm là ca hát suốt trong ừ. thời kỳ đồng vắng. Và em nói với Ngài, em sẽ làm như David đã làm, ngay cả khi em không cảm nhận được gì hết. Và câu hỏi quan trọng là, có phải đồng vắng là một phần trong kế hoạch của Chúa hay không? Chúng ta có thể thoát được trong đồng vắng Chính hay không? Chính xác không một chút nghi ngờ. Chúng ta có thể né tránh chăng Không, nó là một phần kế hoạch của Chúa dành cho đời sống của chúng ta. Đúng. Nếu chúng ta không muốn gần Chúa và chúng ta không muốn làm trọn điều Ngài kêu gọi chúng ta, thì chúng ta sẽ không có kinh nghiệm đồng vắng, cũng không có cả kinh nghiệm thoát khỏi đồng vắng. Em có biết một điều mà anh chưa nói đó là em không cần phải tìm kiếm kinh nghiệm đồng vắng. Thánh Linh sẽ dẫn em tới đó như anh đã nói rằng Chúa Giêsu đến ngày chịu báp tem, Đức Chúa Trời xác nhận ngài ngay trước mặt mọi người, ngài không lên mạng xã hội và nói nay chúng ta có buổi nhóm tại Jerusalem, nào ta hãy có một buổi nhóm họp ở đó. Ngài lập tức được Thánh Linh đưa vào đồng vắng để chịu thử thách của ma quỷ 40 ngày và Chúa không bao giờ để chúng ta chịu thử thách mà không ban cho chúng ta sức mạnh để vượt qua. Anh rất thích lời hứa đó nhưng đó là một phần trong kế hoạch của Ngài cho chúng ta để cho chúng ta tăng trưởng để chúng ta gần Ngài hơn. Điều mà anh phấn khởi về loạt bài này là anh tin nó sẽ giúp cho nhiều người nhận ra đồng vắng, không cảm thấy bị từ chối, không cảm thấy bị bỏ rơi, nhưng thật sự phấn khởi về kinh nghiệm này. Để anh kể một ví dụ, hôm qua khi mà anh đi tập gym anh chưa hề thấy anh chàng nào khóc về việc anh ta phải tăng mức tạ mình lên 4 kg, thật sự anh ta rất phấn khởi vì anh ấy được kết quả luyện tập, bắp tay to hơn cơ ngực nở ra. Đó là niềm vui đặt trước mặt mình, đó là minh họa thực tế cho tất cả chúng ta và đây là điều mà tôi hy vọng trong khóa học sẽ vẽ nên một khải tượng mà mỗi người trong chúng ta có thể nhìn thấy phía bên kia của đồng vắng là lời hứa được ứng nghiệm. Đó là một mối quan hệ gần gũi với Chúa Giêsu, anh không thể nghĩ điều gì khác hơn khi anh ở giữa một giai đoạn đồng vắng anh như đang bị săn đuổi bởi một vị vua với quân đội của ông ấy và anh ngủ trên chiếc gối anh ngủ trên chiếc gối không. hả <laughs> ý là anh đang nói đến david dường như anh không thể nào thoải mái với những điều đang xảy ra xung quanh anh vì chúa muốn điều đó xảy ra ngài không muốn bất cứ điều gì từ con người hay thế gian mang lại niềm vui cho chúng ta ở trong giai đoạn đó cả vì ngài cố nói rằng Ta đang dịch chuyển con để khi ta ban cho con những điều này, con sẽ biết cách kiểm soát nó. Em thích điều này. Anh muốn lặp lại điều này. David có 12 năm trong đồng vắng. Sauler không hề có. Đúng rồi. Sauler có sự khiêm tốn giả tạo. Chúa phán ta đem con vào đồng vắng để hạ con xuống. David ra khỏi đồng vắng với sự khiêm nhường thật sự. Sauler thì lại khiêm nhường giả tạo. Ông không muốn ở vị trí đó khi làm vua nên khi ông có được chiến thắng đầu tiên, ông xây tượng đài tưởng niệm cho mình. Bây giờ ông nghĩ ông có thể làm điều mà Chúa bảo ông không làm. Chúa bảo vệ chúng ta ra khỏi những điều em đó. Ý này. À, anh biết đó, Saul là một lãnh đạo đúng rồi. rất là bất an và yeah. David là một lãnh đạo rất bình an, yeah. bình an từ nơi Chúa. Để em tóm tắt, có phải đồng vắng là một phần trong kế hoạch của Chúa hay là không? Theo những gì anh nói thì đúng là vậy. Nó luôn là một phần của kế hoạch. Nếu bạn muốn biết Chúa và ra khỏi đó cách mạnh mẽ hơn, vậy thì đừng cố trốn thoát nó. Hãy trải qua. Vậy, làm sao anh biết, làm sao anh biết được khi nào giai đoạn đồng vắng này chuẩn bị kết thúc? Nó sẽ càng tồi tệ hơn. Oh. đó là cách để nhận biết cho Các nên phải anh đã kể câu chuyện về bãi cỏ không có anh đã kể à, em <laughs> anh không rồi. không thu hình câu chuyện đó nhưng anh đã kể hôm qua à, em vẫn nhớ là khi anh, anh về nhà anh đã và... nói với em và à, nhớ không vui chút nào <laughs> nhưng mà nếu em nhìn david nó bắt đầu căng thẳng hơn nhưng kéo dài. Nó càng khốc liệt hơn trong vài năm cuối trong đồng vắng của David gần như là ông không thể chịu nổi nữa. Nếu mà chúng ta nhìn vào những chuyện xảy ra với dân Amalek, họ đã làm gì tại Siklak? Họ bắt cóc vợ của David, chính những người của ông muốn quay lưng khỏi ông. Anh không thể, không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng tồi tệ đó. Bạn sống trong sa mạc 12 năm, bạn còn lại có 400 hay 600 người bạn trên đời và bây giờ chính họ muốn chống lại bạn. Họ muốn ném đá bạn vì quyết định của bạn. Nhưng David chính ông, Ông tự khích lệ mình trong niềm tin đặt vào Chúa và làm mạnh mẽ chính mình trong Chúa. Chỉ mới vài ngày trước thôi, ông được tôn làm vua ở Hebron và chỉ vài ngày và sau. Và đó cũng là điều tồi tệ tương tự với Chúa Giêsu. Chính xác Nhân. hoàn toàn. Đó là lý do mà anh tin kinh thánh không ghi chi tiết câu chuyện của 40 ngày đó. Câu chuyện được tường thuật chính thời điểm tồi tệ nhất, chính giai đoạn cuối. Nếu mà Em xem và em hiểu được điều này. Anh nhớ rằng mình đã giảng một sứ điệp này cách đây nhiều năm. Sự tấn công lớn nhất sẽ đến ngay trước khi mùa gặt bắt đầu. Em có nhớ chúng ta trồng cà chua ở em Florida hứa. không? Nó rất đẹp và em chúng ta thật. rất phấn khởi đúng không? Chúng ta có một tuần để ngắm xem nó. Và vì lúc đó chúng ta có ba ngày đi xa và những con châu chấu to như vậy rất nè. Rất kinh hoàng. Ồ, nó ăn cả vườn cà chua của chúng ta. Đó là khi Chúa chỉ cho anh thấy cuộc tấn công lớn chống Vì lại kẻ mùa Gạt. Vì cái thù muốn mùa gạt. Đúng rồi. Và chúng không muốn trồng, chúng không muốn chăm sóc. Chính xác. Chúng muốn cướp bóc. Để anh đưa ra một ví dụ khác. Jeremy đang ở trong tình trạng hoàn toàn kiệt sức trong giai đoạn đồng vắng của ông. Ông nói rằng "Chúa ơi, Chúa ơi, sao ngài sao ngài dường như không hiện hữu bên con đúng không?" Dạ. Yeah và chú nói với ông điều gì nếu người chạy thi với kẻ chạy bộ mà còn mệt mỏi thì làm sao thi được với ngựa điều mà chú nói với ông là cố gắng lên jeremy nó sẽ còn tồi tệ hơn không tốt đẹp hơn đâu vậy nên khi mà bạn hầu như nghĩ mình không thể đi thêm một bước nào nữa và đây là điều xảy ra với kinh nghiệm của anh dạ em nhớ điều đó dạ anh cũng nhớ như vậy đó là khi mà anh cảm thấy không thể một từ nào nói hơn đó là ngài là đấng thành tính và chỉ một ngày sau đó điểm nhấn của cuộc đời xảy đến và đây là cách mà chúng ta biết thế nào là ra khỏi đồng vắng giống như một sự bùng nổ khi bức màn mở ra và chúng ta nhìn thấy một khung cảnh mới trước khi sang câu hỏi kế tiếp thì em muốn nhấn mạnh một điều anh đã nói khi hoàn cảnh càng tồi tệ Điều bạn làm là nói Chúa ơi Ngài là thành tín yeah, Em nghĩ rồi. đó là điều mà anh vừa đi vừa nói Khi bước ra khỏi cánh cửa độc vắng Vì đó là sự thành tín của Chúa Là thức ăn của anh Đó là bánh mỗi ngày Là nước mỗi ngày của anh Ngài là dòng suối trung thành Ngài là mana Vậy câu hỏi tiếp theo Đây là câu hỏi hay Anh làm gì nếu anh đã sản sinh ít ma em rồi Đây là điều mà anh phải sống chung với nó trong gia đình của anh Vậy thì anh sẽ làm gì với chuyện này Cho nó một chai nước cái bánh rồi gửi thẳng vô sa mạc. <laughs> Giỡn thôi. Em phải tự lo liệu thôi. Nếu đó là điều mà em có thể tiêu diệt được mà không ảnh hưởng đến ai khác hãy tiêu diệt nó ngay. Hay nói um, cách khác chúng ta sản xuất sự... em không nhất thiết phải là con người. Em chỉ muốn nói rõ hơn là Ờ không, bây giờ đây anh giải thích Chúng ta sản sinh ra chức vụ John Bevere đó là ít mê ẩn. Anh sinh ra. Anh sinh anh sinh ra chức vụ John Bevere hoàn toàn cố gắng làm ứng nghiệm lời hứa của Chúa cho đời sống của anh. Anh tất cả mọi cả thứ năng và rồi inside địa chỉ. Và rồi Chúa phán hãy tiêu <laughs> diệt nó đi. Đúng vậy. Nhưng thật sự mà nói, anh đã làm điều đó và đã ảnh hưởng tới một người hay một nhóm người nào đó và anh đã sản sinh ra một ít mê như vậy. Đúng rồi. Còn bây giờ, Em cần phải lo liệu cho nó. Abraham phải lo xử lý tình trạng đó. Và em đừng nói rằng, tôi thật sự không muốn người ta nói điều này. Thôi được, tôi đã cưới lộn người rồi, hơi ly dị đi, bữa sau cưới lại. Điều đó sẽ đúng, đó là hoàn toàn sai. Chính bạn đã cưới người này, hãy cứ duy trì. Chúa có thể chúc phước nếu bạn tôn trọng giao ước đó. Đừng làm chuyện ngu dại, đó là ly dị. Anh là chồng Ismael của tôi, còn chồng Isaac thì ở bên kia, đừng qua đó. Làm như vậy sẽ hủy diệt tàn phá con cái và chồng của bạn. Dạ, yeah, đàn ông Ôi, cũng thứ. làm điều đó với phụ nữ. Đúng rồi, điều đó là thật. Yeah. Thật ra nhiều người nam làm chuyện đó, rất nhiều người nam hơn là yeah. phụ nữ. Xin lỗi, em ở đây để Sáng bây nay anh, phụ anh nữ. nói chuyện với mẹ. Mẹ ơi, thật ra tan nát lòng con khi thấy những điều xảy ra cho người ta khi người cha không còn là người cha. Mẹ tôi nói ngay cả là người mẹ cũng như vậy. Tôi nói đúng rồi. Khi người cha không còn là người cha nữa, đó là khi những đứa vậy, con bị tàn phá những sự kết nối. Nhưng Chúa có thể sửa lại vậy, điều đó. Đây là câu hỏi hay nè. Làm sao anh biết khi nào mình đang bước vào giai đoạn rượu mới? Đây là hy vọng, một giai đoạn rượu mới. rượu mới. Vậy thì làm sao chúng ta biết anh đã nói đó là gần lúc kết thúc đồng vắng, nó sẽ bắt đầu tệ hơn. Hầu như bất lực nhưng có một điều là anh nói, anh có đề cập một ít trước đây về rượu mới thì làm sao em biết được em đang bước vào thời kỳ rượu mới chứ? Một số dấu chỉ đó là gì? Lời hứa của Chúa là luôn luôn có lời hứa, lời hứa xứ hứa bên kia đồng vắng đó là lời hứa của ngài dành cho chúng ta nếu chúng ta trung tính trong kinh nghiệm đồng vắng cách đúng đắn nói chính xác đó là chúng ta không than phiền không phạm tội không nhượng bộ cám dỗ mà phạm tội chúng ta hướng mắt nhìn lên ngài chúng ta được nuôi bởi ngài sự thành thính của lời ngài lời chúa cần thiết hơn thức ăn của chúng ta tôi thích cách mà gia cơ nói về Giớp em thấy những gì mà Chúa đã định wow. sẵn để làm gì? Để chúc phước cho ông gấp bội. Hãy lắng nghe anh nè. Nếu bạn ở trong đồng vắng thì có một sứ hứa chờ bạn. Nếu bạn chỉ lắng nghe đều được bày tỏ từ lời Chúa qua bài học này thì có rượu mới đang đến, có lời hứa đang đến, có sứ hứa đang đến và chắc chắn rằng Ngài là đấng thành tính. Ngài không đem bạn đến giai đoạn này nếu bạn không trung tính với Ngài và không có gì dành cho bạn dạ. cả. Em thích điều này và một lần nữa em nghĩ anh nên nói rõ trong một thời kỳ mà anh biết anh đang đang đi tới rượu mới, rượu cũ sẽ khô cạn. Nó trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng. Rồi. Chúng ta muốn học hỏi những người đã trải qua đồng vắng thành công và không ai giỏi hơn là Chúa Giêsu. Ngài là tấm gương gì cho chúng ta trong đồng vắng? Điều quan trọng rằng anh không tin tình cờ mà Luca và Matthew đều ghi lại câu chuyện và anh nghĩ thật ra Mark cũng ghi lại nếu không lầm nhưng mà Ngài dùng cụm từ lời của Đức Chúa Trời để chống lại cám dỗ việc không vâng lời Đức Chúa Trời. Đúng như có lời chép rằng. Nghĩa là chúng ta và, phải biết lời đã chép. Và anh muốn nói rằng, anh muốn thính giả, khán thính giả nghe, con cái Chúa nghe điều này. Ngài không nói, Chúa ơi, xin khiến ma quỷ <laughs> rời khỏi đây. Ngài nói trực tiếp với ma quỷ. Bạn không dùng gươm hướng về Chúa, bạn dùng gươm hướng về kẻ thù. Là kẻ thù đó nha. Kẻ thù là linh của đời này, linh của thế gian. Bạn phải nói trực tiếp với nó, như có lời chép rằng. Lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tôi sẽ chu cấp mọi nhu cầu tôi như có lời chép rằng bởi làng roi của Chúa Giêsu chịu tôi được lành và khỏe mạnh. Như có lời chép rằng Ngài là sự khôn ngoan của tôi, tôi có sự khôn ngoan của Chúa dù bất cứ chuyện gì luôn có lời nhắc nhở trong trường hợp đó. John anh biết đó, em nhớ anh đã từng nói rằng em nhớ anh và em lúc đầu lấy nhau và mọi chuyện đều sai trật. Rồi một ngày chúng ta thức dậy cửa xe hơi bị vỡ do nóng và văng tung tóe khắp ghế trước bánh xe xẹp lép đúng rồi cạn cả bình điện luôn là chúng ta không đủ tiền để đúng ăn rồi. ở ngoài chúng ta không đủ tiền đổ xăng chạy về nhà để ăn trưa ừ. bế tắc đủ đường em nhớ lúc đó anh vẫn đang làm cho Rockwell và em đang làm việc cho nhà thờ em gọi anh và kiểu như khóc và không hiểu chuyện gì đang xảy ra anh và em nói chuyện trên điện thoại rồi thánh Linh đến trên cả hai người anh có nhớ là ngài phán với chúng ta ta không phải là người đứng giữa con và nhu cầu của con Ngài phán, con cần nói với kẻ thù của con, bởi vì như thể là Chúa ơi, sau ngày không làm việc này, chúng con yeah. dân phần 10 và chúng ta làm việc này và mọi chuyện đã thay đổi. Đúng rồi. Hãy nói, chúng nói với tình huống nói. đó bằng lời của Chúa, yeah. không nói với Chúa kiểu sau ngày không làm gì cả, nhưng nói chúng ta là những người dân một phần 10 chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời chí cao, chúng ta khước từ sự phá hoại trong danh Chúa Giêsu và không vũ khí nào chống nghịch cùng chúng ta đạt được sự thịnh vượng. Mọi lưỡi giấy lên nghịch cùng chúng ta, chúng ta bắt đầu nói lời Chúa. Đúng Mọi rồi. thứ đã thay đổi khi chúng ta không nhìn xem Chúa là đấng, à. Chúa như là đấng cung ứng, còn kẻ thù thì giữ lại những điều bế tắc đó. Đây cũng là một câu hỏi hay nè. À, nếu định nghĩa của anh về việc ở trong đồng vắng là thiếu vắng sự hiện diện của Chúa, thì điều đó có nghĩa là khi chúng ta ở trong thời kỳ đồng vắng, chúng ta không hề cảm nhận được sự hiện diện của Ngài phải không? Không, không hoàn toàn như vậy. Có những lúc. Chúa ban cho bạn một ốc đảo. Rồi bây giờ hãy nhớ dân Israel khi họ đến Elam, có cây trà là, có suối nước, và đây là thời kỳ tươi mới. Nhưng khi Chúa biết em cần nó, thì Ngài lại sai em đến đó lần nữa. Nên câu trả lời là đúng. Đúng rồi, có những lúc mà anh nhớ sự hiện diện của Ngài rất mạnh mẽ, rất lạ lùng khi anh ở trong giai đoạn đó khi ở trong đồng vắng đó thời kỳ rất có ý nghĩa thời kỳ đó rất có ý nghĩa yeah. rất ý nghĩa với anh thật là tuyệt vời có những câu hỏi cần suy nghĩ và cần sự trả lời của anh đây là vinh dự cảm ơn anh. anh đã đeo kính cho em và phỏng vấn anh vậy thì bây giờ lấy kiến ra đi được thôi. thật là một vinh dự khi được em phỏng vấn và hoàn toàn tôn trọng em anh nhìn em như là tiếng nói quan trọng trong hội thánh ngày hôm nay và không chỉ cho phụ nữ mà thôi mà còn cho cả nam giới anh muốn cảm ơn em về những gì em đã làm lisa um anh có biết không, nếu anh không phải là chồng của em, vực dậy sự sống cho em trong thời kỳ đồng vắng của cuộc đời em, thì em sẽ không ngồi đây với anh ngày hôm nay. Cảm ơn anh vì điều đó. Anh yêu em.